Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái bình nhiệt quân đội Mỹ quá nhá. Hàng về số lượng và giá rất là tốt cho các bác luôn. Các bác lên mã giúp cho em là bình nhiệt quân đội Mỹ nhá. Thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là màu đỏ này. Đấy, màu đỏ, màu xanh quân đội, màu xanh đậm. Màu đỏ, màu xanh quân đội, màu xanh đậm và màu inox này. Đó, thì nó sẽ có 4 tông màu như này. Dung tích của nó sẽ là 1 lít rưỡi nhá. Dung tích của nó sẽ là 1 lít rưỡi. Và giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 170.000 nhá. 170.000. Riêng cái màu xanh quân đội này thì giá nó sẽ đắt hơn một chút. Giá sẽ là 190.000 nhá. Đấy, màu xanh quân đội này thì nó hiếm hơn, cho nên nó đắt hơn một chút. Đấy, chất liệu của nó bằng inox 304. Giữ nhiệt của nó sẽ là giữ lạnh là 36 tiếng này, giữ nóng là 24 giờ nhá. Giữ nóng là 24 giờ. Dung tích của nó là 1,5 lít. Các bác có thể dùng để mang đồ nước uống đi học, đi làm, đi du lịch hoặc là đi công tác, nói chung là đi đâu cũng được. Đấy, mang đi chơi thể thao. 1 lít rưỡi như này các bác uống hết cho em trong vòng buổi sáng này, hoặc là uống cả ngày để được 1 lít rưỡi nước cũng là tốt lắm rồi. Đấy, nó sẽ có lưới lọc này, các bác có thể pha trà, pha cà phê này hoặc sử dụng các công việc đều ok hết nhá. Đó. Và giá thì rất hợp lý cho bác luôn. Lên mã giúp cho em là bình nhiệt quân đội Mỹ nhá, bình giữ nhiệt quân đội Mỹ. Thì cái nắp này các bác có thể dùng để làm cốc uống nước được luôn. Nắp này làm cốc uống nước được luôn nhá. Và nó sẽ có gioăng ở đây này. Đấy, sẽ có gioăng ở đây. Đấy, gioăng xoáy rất là chắc chắn này. Có lưới lọc cho các bác này. Đấy, Su 304 nhá, Su 304. Cực kỳ ngon, dày dẫn và chắc chắn. Lên cho em là bình nhiệt quân đội Mỹ nhá, bình nhiệt quân đội Mỹ. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 170.000. 170.000 cho một con bình nhiệt quân đội Mỹ như này. Trừ cái màu quân đội thì giá sẽ là 190, còn lại là các màu khác là 170 nhá. Lên cho em là bình nhiệt quân đội Mỹ này. Đó. Bình nhiệt quân đội Mỹ nhá. Quân đội Mỹ, hàng siêu chất lượng cho các bác luôn. Đấy, dung tích của nó sẽ là 1,5 lít này, 1,5 lít. Giá thì sẽ là 170k cho các màu, còn lại là màu xanh quân đội. Xanh quân đội thì sẽ là 190k nhá. Đấy. Các màu thường thì sẽ là 150 này. Màu thường này thì sẽ là 150.000 nhá. Nó sẽ có màu đỏ này, màu đỏ, màu xanh đậm và màu inox nhá. Màu đỏ, màu xanh đậm, màu inox thì giá của nó đều là 170.000. Còn các bác lấy cái màu xanh quân đội này thì đắt hơn một chút. Giá của nó sẽ là 190.000 nhá, 190.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái mã đó là hạc trầm nhá, hạc trầm. Đó. Thì các bác lên cho em là con hạc cũng được không? Đấy, con hạc thì con này các bác có thể trang trí ở trên bàn thờ nhà mình rất là đẹp. Nó chỉ nhỏ gọn thôi các bác nhá. Đây, nó chỉ trong lòng bàn tay này thôi này. Chiều cao của nó thì vào khoảng là 12 cm nha, nó nhỏ gọn như này thôi. Đây, các bác hình dung cái ngón tay cái của em này. Đấy, cái con hạc này thì nó chỉ to bằng ngón tay cái như này thôi để các bác nắm được nhá. Ở đây thì nó sẽ có một cái lẫy xay như này. Thì các bác có thể cho trầm vào đây, cho trầm vào đây mình đốt nhá. Đấy, cho trầm vào đây mình đốt rất là ok luôn. Đó. Cho trầm vào đây, nhà các bác có trầm có hương thì các bác cho vào đây mình đốt này, hoặc là mình dùng để mình trang trí cũng được. Đấy, có trầm có hương bỏ vào đây đốt thì càng tốt, không có thì mình để mình trang trí. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một con hạc như này. Các bác lên cho em là con hạc thờ nhá. Đấy, con hạc như này rất là đẹp luôn. Nó đỗ trên một cái bông sen này, trên một cái lá sen rất là đẹp luôn. Đó, rất là đẹp các bác này. Thì các bác lên cho em là con hạc nhá, con hạc. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60.000 nhá, 60.000 cho một con hạc bằng đồng như này. Đấy. Lên mã giúp cho em là hạc đồng nhá, hạc đồng. Giá của nó sẽ là 60k. Rất là đẹp luôn, nó chỉ trong lòng bàn tay như này thôi. Trong lòng bàn tay như này thôi nhá, giá sẽ là 60.000. Thì các bác nên mua một đôi để mình có thể để trang trí trên bàn thờ, rất là đẹp luôn. Đấy, nên mua một đôi để mình có thể trang trí trên bàn thờ hoặc là mình sử dụng nhá. Khi em gửi cho bác thì nó sẽ là trong túi bóng như này. Về nhà các bác lắp cái hũ hương này vào cho em này. Đấy, nó ngậm một cái đài sen rất là đẹp này, một cái đài sen mà nó có cái lẫy như này. Lên mã giúp cho em là hạc đồng nhá, hạc đồng. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 60k cho một con hạc đồng như này thôi. Rất nhỏ gọn và đẹp nhá, rất nhỏ gọn và đẹp. Và lưu ý các bác là con này nó rất là nhỏ thôi nhá, rất nhỏ thôi, con hạc nó chỉ bằng cái ngón tay cái của em thôi này. Đó, rất là nhỏ thôi. Lên mã giúp cho em là hạc đồng, giá sẽ là 60k nhá. Giá siêu hợp lý cho các bác luôn. Đó. Lên mã giúp cho em là hạc đồng này. Đó. Hạc đồng. Hạc đồng giá của nó sẽ là 60k nhá, 60k cho con hạc đồng như này, 60.000. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái lấy giấy tai đèn nhá, giấy tai có đèn, có đèn báo luôn, thoải mái tiện dụng cho các bác sử dụng, nó có đèn báo như này rất là tiện nhá. Đấy, thì con này nó sẽ bao gồm cho các bác là sản phẩm bao gồm là hai viên pin này, một cái đầu lấy giấy tai này và một cái đầu gắp này, một cái lấy và một cái gắp nhá. Đấy, con gắp này thì nó sẽ có sẵn pin bên trong rồi và vẫn tặng kèm cho các bác thêm 3 viên pin nữa. Đó, thì các bác về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Đây, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là
cái lẫy như này, này các bác, về các bác ấn cái đèn này lên cho em. Đấy, ở đây nó sẽ có lẫy khóa đèn này, các bác nhấp cái đèn lên cho em này. Đấy, khi các bác lấy dây tai thì các bác thò vào đây, nó sẽ có cái đèn như này, rất là tiện các bác này. Đấy, bình thường tắt đèn đi thì nó sẽ tối om nhá, các bác không thể lấy được nhá, nhưng mà cho đèn vào đây. Đấy, thì các bác có thể gắp trong tai này rất là sáng các bác này. Đó, đấy, đầu tiên là cái con gắp này, nó sẽ có cho các bác là một con gắp này, và có cho các bác là một con đầu để các bác lấy này. Đầu lấy con này nó cũng có đèn luôn. Có đèn thì con này về nhà nó sẽ là dạng là pin con thỏ nhỏ, nó cũng có sẵn pin cho các bác rồi. Về nhà các bác chỉ việc lắp pin vào cho em thôi. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn, chọn bộ sản phẩm nhá. Có kèm pin, có kèm pin sẵn như này các bác này. Đấy, tươi nghe máy thì cái thằng Đạt thấy nó gọi gì. Có kèm sẵn pin cho các bác như này. Đấy, có kèm sẵn pin như này các bác này. Đấy, thì về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Đấy, chỉ việc sử dụng thôi, rất là tiện. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Lắp pin vào cho em này, sẵn pin cho các bác luôn. Đấy, sẵn pin này về lắp xoáy vào này, lắp xoáy vào cho em, sau đó thì bật lên này. Bật lên là đèn nó sẽ lên này. Đấy, đèn nó sẽ lên các bác nhá. Đấy, bật lên là đèn nó sẽ lên như này. Và ở đây nó sẽ có cho các bác là hai cái đầu lấy dây tai đây. Hai cái đầu lấy dây tai như này thì về nhà các bác chỉ việc là mình sử dụng thôi, lắp cái đầu lấy dây tai vào cho em. Đó, nó sẽ có hai cái đầu lấy dây tai như này, xoáy vào cho em này. Đấy, thì cái ánh sáng của nó sẽ truyền theo cái nhựa này. Đấy các bác nhá. Thì dùng đây, các bác nhìn là trong cái lỗ tay của em nó sẽ tối om om, mà em sẽ đưa cái này vào này. Đấy, sáng trưng luôn để các bác gắp nhá. Đưa đâu sáng ở đấy luôn, rất là tiện. Đó, rất là tiện luôn. Tắt đi là sẽ tối om này, bật lên này. Đó, các bác thấy không? Đấy, sâu trong vẫn sáng nhá, tắt đi không nhìn thấy gì nữa luôn. Đó, rất là ngon lành luôn. Lên cho em là lấy dây tai điện nhá. Alo. Các bác lên mã giúp cho em là lấy dây tai điện nhá, lấy dây tai điện. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là lấy dây tai điện, giá của nó sẽ là 60.000. Đó, lấy dây tai điện này. Đó, lấy dây tai điện, giá của nó sẽ là 60k nhá. 60.000 cho con lấy dây tai điện như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái vít xanh các bác nhá. Các bác lên cho là vít xanh. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 30 đầu vít này. 30 đầu vít kèm một tay công và một tay nối dài như này, và có tới cho các bác là 30 đầu vít luôn. 30 đầu vít với các cái chi tiết khác nhau. Đấy, rất đầy đủ như này, về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Và cái giá nó rất là hợp lý cho bác, chỉ có 40.000 thôi. Đấy, của nó thì con này các bác dùng để sửa chữa lặt vặt các thứ rất là ok, xoáy rất là ngon luôn các bác này. Đấy, lên cho là vít xanh nhá. Cái này thì các bác có thể nâng hạ tùy theo cái nhu cầu công năng sử dụng của mình. Đấy. Đấy, nó có lẫy cá như này rất là tiện, hoặc các bác có thể lắp vào đây. Đấy, lắp vào đây cho em. Đó, rất là ngon lành luôn. Thì combo cho các bác bao gồm là một tay công, một tay nối dài và 30 đầu mũi vít như này nhá. 30 đầu mũi vít thì nó sẽ có là to nhỏ lớn bé mẹ con, lục giác hoa thị rồi mũi khế rồi, nói chung là các kiểu con là điểu luôn. Giá thì sẽ là một cái bộ vít xanh như này, các bác lên mã giúp cho em là vít xanh nhá. Giá của nó sẽ là vít xanh này. Đó, lên cho em là vít xanh. Giá thì chỉ có cho bác là 40k thôi. 40.000 trong cái bộ vít xanh như này, mua về sửa chữa đồ nghề các thứ rất là ok luôn. Lên mã cho em là vít xanh, giá sẽ là 40.000 nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái đũa của Hàn Quốc nhá. Đũa của Hàn Quốc thì sẽ là 35.000 cho một vỉ như này, cho một hộp như này. Một hộp này bao gồm là 10 đôi. Đấy, các bác lên cho em là đũa Hàn Quốc mạ vàng. Đũa Hàn Quốc nó sẽ là hàng mạ vàng như này, rất là đẹp luôn. Một hộp này của nó sẽ bao gồm là 10 đôi, hàng siêu đẹp cho các bác luôn. Đấy, con này thì các bác có thể mua về để mình sử dụng gia đình này, hoặc là làm nhà hàng này, làm thợ, làm nghề, nói chung là đều đa di năng hết. Lên cho em là đũa mạ vàng Hàn Quốc nhá. Đũa mạ vàng Hàn Quốc rất là đẹp luôn. Chất liệu của nó thì được làm từ sợi thủy tinh kháng khuẩn, chịu được nhiệt độ cao, đầu đũa có đánh nhám chống nấm mốc và chống trơn trượt rất là tốt luôn. Đó. Lên cho em là đũa Hàn Quốc nhá. Đũa Hàn Quốc hoặc là đũa mạ vàng Hàn Quốc. Đấy. Hàng thì nó sẽ là hàng của Hàn Quốc, cực kỳ chất lượng cho bác. Một vỉ này 10 đôi và giá chỉ có 35.000 thôi. Đấy, lên cho em là đũa Hàn này, vỉ 10 đôi, giá sẽ là 35k nhá. 35k. Đây, hàng của Hàn Quốc này, Korea các bác này, Korea Hàn Quốc nhá. Lên mã giúp cho em là đũa Hàn nhá. Đũa Hàn giá sẽ là 35.000. 35.000 cho một vỉ như này. Tiếp theo là bên shop về cho bác cái đũa Nhật nhá. Đũa Nhật 40.000 trên một vỉ. Vỉ này bao gồm là 10 đôi. Đấy, con này thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật, chịu được nhiệt độ cao, chống nấm mốc và kháng khuẩn rất là tốt luôn. Đó. Con này thì kích thước của nó thì chiều dài của nó thì nó sẽ vào khoảng là 20 đến 24 cm. Đấy, đũa nhỏ nhắn xinh xắn vừa phải, rất là ngon lành cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em là đũa Nhật nhá. Bên shop đang gửi tới bác một vỉ đũa Nhật như này. Đấy, giá của nó sẽ là 40.000 cho một vỉ bao gồm là 10 đôi. Đấy, cũng là hàng kháng khuẩn, chịu được nhiệt độ cao, chịu được nhiệt độ lên tới 200 độ C. Đó, chống nấm mốc, kháng khuẩn, hàng made in Japan. Made in Japan, mã tem, mã vạch, mã cốt đàng hoàng. Lên cho em là đũa Nhật nhá. 40k trên một vỉ 10 đôi như này. 40.000 trên một vỉ 10 đôi đũa Nhật như này nhá. 40.000 trên vỉ 10 đôi. Sản phẩm tiếp theo
Đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cây bình voi nhá. Các bác lên trên là bình voi, dung tích của nó sẽ là 1 lít 3 cả vỏ nhá. Đấy. 1 lít 3 cả vỏ, và con này thì bên shop cũng đang trân trọng gửi tới các bác cái giá siêu tốt luôn. Đấy. Một con bình voi rất là chất lượng như này, dung tích của nó sẽ là 1 lít 3 cả vỏ nhá. Đấy, ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là có sẵn bình này, quai sách này, hàng siêu đẹp cho các bác luôn, hàng siêu đẹp cho các bác luôn nhá. Dung tích của nó sẽ là 1,3 lít cả vỏ inox 316 nhá. Bình voi hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn đây. Đấy, mở nắp ra này. Con này thì bên trong của nó sẽ có cho các bác là một cái hệ thống đó là đây, rất đẹp các bác này, su 316 này. Bình cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác cái hệ thống ống mút này, thì nó sẽ có một đầu cứng và đầu mềm. Đầu mềm thì các bác lắp xuống dưới đáy nhá, và đầu cứng lắp lên trên. Lắp hai đầu như này cho em. Đó, lắp hai đầu như này nhá. Sau đó thì các bác cho cái đầu mềm xuống dưới đáy này. Các bác đậy nắp lại cho em này. Đấy. Đậy nắp lại và xoáy vào. Khi mình xoáy thì mình sẽ để cái phễu nó vào đúng cái lỗ này luôn, và khi mở nắp thì cái này nó sẽ đẩy lên. Đẩy lên là các bác mút trực tiếp này luôn. Mút trực tiếp này luôn rất là tiện nhá, mình không cần phải ngửa cổ lên uống hoặc là sử dụng các cái tính năng khác nó mất công. Đấy, hoặc xoáy nắp. Các bác chỉ cần bật nắp này, mút xong thì lại đậy nắp lại, sập cái lẫy này lại này. Rất ngon luôn. Hàng cực kỳ chất lượng các bạn, hàng của Nhật rất chất lượng cho các bác luôn. Con này dùng cho trẻ em thì rất là tuyệt vời nhá. Đấy, cho các em nó đi học đi làm, hoặc là các bác có thể đi chơi thể thao, hoặc là đi công tác, hoặc đi đâu cũng được, mang đi rất là tiện dụng. Lên mã giúp cho em đó là bình voi nhá, rất là tiện con này. Có cái ống hút như này thì dành cho học sinh nó rất là tốt. Các em nó chỉ cần mở nắp ra là mút thôi, rất là tiện. Đấy, các bác mang nước cho các em nó đi học này, rất là tiện luôn nhá. Đấy, rất là ngon lành nhỉ, có quai sách quai đeo như này. Chắc chắn lắm các bạn. Đấy, con này rất chắc chắn luôn. Lên mã giúp cho em là bình voi nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100. Lên mã giúp cho em là bình voi nhá. Đó. Bình voi, giá của nó sẽ là 160k nhá. Giá thì chỉ có 160.000 cho một em bình voi như này thôi. Siêu tiện dụng và giá khá là hợp lý cho bác luôn. Lên mã cho em là bình voi, giá sẽ là 160.000. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái con đầu chuyển cưa nhá. Các bác lên cho em là đầu chuyển cưa. Con này thì rất là tiện dụng rồi. Đấy, ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một thân như này, một tay nắm này. Tay nắm thì các bác xoáy vào cho em, xoáy vào đây cho em. Đó, tay nắm xoáy vào đây. Và đầu cưa thì các bác lắp vào đây cho em này. Ở đây thì nó sẽ có kèm cho các bác là 3-4 cái đầu cưa như này. Đấy, 3-4 cái đầu cưa như này nhá. 3 cái đầu cưa như này, 2 đầu cưa gỗ, 1 đầu cưa sắt và ống nước được luôn. Đó, thì các bác chỉ cần lắp vào đây cho em thôi. Khi lắp thì các bác xoay cái lẫy này đi này. Đấy, xoay cái lẫy này đi lắp vào là xong. Đó. Thì khi mà con này nó xoay vào đầu cưa thì nó sẽ tĩnh tiến như này các bác này. Đấy, nó sẽ tĩnh tiến như này. Đấy, nó cứ tĩnh tiến như này là giúp để cho mình cưa thôi. Rất là tiện, khi tháo ra thì các bác chỉ cần đẩy cái lẫy này là cái lưỡi nó sẽ bật ra. Đó, rất là tiện. Và giá thì chỉ có 80.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là đầu chuyển cưa nhá, đầu chuyển cưa. Giá của nó sẽ là 80.000 cho một cái đầu chuyển cưa như này. Rất là tiện dụng cho các bác sử dụng. Đây em sẽ có cái video thực tế cho bác xem luôn nhá. Đầu chuyển cưa này. Đầu chuyển cưa, giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k cho một cái đầu chuyển cưa như này. 80.000 cho một cái đầu chuyển cưa như này các bác nhá. Đây các bác này. Và bác Thảo thích thôi ạ. Như thế quá cơ bản. Đây em xin giới thiệu cho các bác bộ chuyển máy khoan thành máy cưa cắt gỗ kim loại, biến em nó đa di năng thành một máy cưa lọng cưa điện cầm tay chuyên dụng. Các bác lắp vào máy khoan dễ dàng nhanh chóng, phù hợp với tất cả loại máy khoan trên thị trường. Đi kèm theo máy ba lưỡi cưa, tùy nhu cầu sử dụng các bác lắp lưỡi thích hợp. Công việc cắt xẻ gỗ cực sướng luôn ạ, tiết kiệm tiền đỡ phải sắm thêm máy cưa các bác nha. Đấy, rất là tiện dụng luôn nha. Các bác có thể dùng để cắt gỗ này, cắt ống nước này. Đấy, đặc biệt là cắt gỗ thì nó rất là tiện, rất là hợp lý. Máy khoan cầm tay chả nhẽ chỉ công việc ăn và bắt tháo vít thôi ạ. Như thế quá cơ bản. Đây em xin giới thiệu cho các bác bộ chuyển máy khoan thành máy cưa cắt gỗ kim loại, biến em nó đa di năng thành một máy cưa lọng cưa điện cầm tay chuyên dụng. Các bác lắp vào máy khoan dễ dàng nhanh chóng, phù hợp với tất cả loại máy khoan trên thị trường. Đi kèm theo máy ba lưỡi cưa, tùy nhu cầu sử dụng các bác lắp lưỡi thích hợp. Công việc cắt xẻ gỗ cực sướng luôn ạ, tiết kiệm tiền đỡ phải sắm thêm máy cưa các bác nha. Rồi ok. Hello, chào các bác nhé. Nay thì bên Phạm Huấn lại tiếp tục lên các mã hàng để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship, và các bác cũng cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc là hàng em gửi đến các bác bom các bác nhé. Em sẽ đi vào chi tiết luôn để các bác khỏi phải lâu chờ đợi. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Đó thì mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái chảo gang nhé. Con này thì giá rất hợp lý cho bác rồi. Con này thì các bác lên xem là chảo 13, đường kính của nó là 13 cm nhá. Đấy. Nó sẽ có cán như này các bác này, có cán như này. Về nhà các bác chỉ cần lắp vào này cho em là xong. Lắp vào này sau đó thì xoáy cái cán này vào cho em là xong này. Đó. Xoáy cán này vào cho em là xong nhá. Nó rất là tiện dụng luôn. Thì uống nước đi. Uống nốt nước đi.
thì lên mã cho em là chảo 13 nhá. Bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80.000 cho cái chảo 13 như này. Các bác lên cho em là chảo 13. Con này thì lên cho em là chảo gang 13, đường kính của nó là 13 cm nhá. Chảo gang 13, đường kính là 13 cm. Con này thì các bác có thể dùng để mình làm các cái món hầm hoặc là ninh, hoặc là nói chung là nó bằng gang như này thì nó giữ nhiệt rất là lâu, cho nên là các bác có thể dùng tùy ý. Lên mã giúp cho em là chảo gang 13. Bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, lên mã giúp cho em là chảo gang 13 nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80k. Đấy, đây các bác lên mã giúp cho em là chảo gang 13 cm này. Chảo gang 13 cm, giá sẽ là 80k nhá. 80.000 cho một con chảo gang 13 cm như này. Đấy, giá chỉ có 80.000 thôi. Cán của nó sẽ là bằng gỗ nhá, bằng gỗ. Đấy, đập được thiết kế cực kỳ là tinh xảo và chắc chắn luôn. Đó, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Và cái giá rất hợp lý nhá. Có hai cái phần quai này để các bác rót nước này. Đó, rất là đẹp luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái dòng chảo cao cấp hơn, nó sẽ to hơn một chút. Đó là cái chảo gang 24 nhá. Con này đường kính của nó sẽ là 24 cm. Đấy, lên cho em là chảo gang 24. Đó. Thì bên shop có hai mẫu chảo gang, một mẫu là con này nó cũng có quai kiếp như này đầy đủ cho bác luôn nhá. Đấy, tem mác các thứ toàn chữ Nhật hết này. Qua theo, đấy tem mác toàn chữ Nhật hết nhá. Rất chất lượng cho bác luôn. Và nó cũng có quai sẵn như này nhá, có quai sẵn như này. Về nhà các bác chỉ việc là lắp vào cho em là xong thôi. Đấy, lắp vào sau đó thì mình xoáy vào. Nó cũng giống như con bé kia. Đấy đây con này. Lắp vào sau đó thì xoáy vào cho em là xong. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 155.000 nhá. 155.000 cho cái chảo gang 24 như này. Các bác lên cho em là chảo gang 24, đường kính của nó là 24 cm. Con này thì siêu nặng luôn, rất là dày các bác này. Cái này thì các bác dùng để mình buổi sáng đến, hoặc là các bác có thể rang lạc này, hoặc là mình làm cơm chiên, cơm chiếc, cơm cháy chiếc đều ok hết nhá. Giữ nhiệt cực kỳ tốt luôn. Hoặc là các bác có thể dùng để mình ăn bò bít tết các kiểu con này đều được luôn. Đó, rất là ngon lành cành đào như này. Đấy. Lên mã giúp cho em là chảo gang 24 nhá. Chảo gang 24, 155.000. Đường kính của nó sẽ là 24 cm nhá. 24 cm. Đó. Lên cho em là chảo gang 24. Đó. Chảo gang 24 này. Chảo gang 24 đường 24 cm, chảo gang 24 cm. Giá sẽ là 155k nhá. 155k cho cái chảo gang 24 cm. Một con bé là 13, còn con này là 24 cm nhá. Đó. Rất là nặng luôn. Con này thì nó phải nặng khoảng 1,4 cân đến 1,5 cân nhá. Khá là nặng đấy các bạn. Đấy. Con này của nó là nặng gần 1,5 cân cầm trên cái chảo Nhật kia. Con này nặng gần 1,5 cân nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý luôn. Đó, nó sẽ gửi đến cho các bác cái giá đó là 155.000 nhá. 155.000. Đấy, tiếp theo thì bên shop có về cho bác cái chảo rán của Nhật đây. Đấy. Con này thì đường kính của nó sẽ là 28 cm nhá. Các bác lên cho em là chảo rán 28 cm nhá. Đấy, con này thì rán của nó cũng bằng gỗ. Đấy. Lên mã giúp cho em là chảo rán 28 cm. Đấy, đường kính của nó, đây, cán của nó cũng bằng gỗ như này. Đấy, đường kính của nó sẽ là 28 cm nhá. Đấy, rất là ngon lành cành đào cho các bác luôn. Đánh nhám chống dính các bác này. Về nhà các bác chỉ cần lắp cho em cái quai này vào là xong này. Lắp quai này vào xoáy vào cho em là xong. Đó. Lắp quai này vào xong, xoáy vào cho em là xong nhá. Đấy, các bác sạc cho em cái quai này vào, xoáy vào cho em là xong. Đó, xoáy vào như này là ok nhá. Đó, đây. Nó sẽ là một con chảo rất là đẹp như này. Con này thì cũng rất là dày luôn, siêu dày các bác nhá. Các bác nghe cái tiếng kêu của nó là các bác biết rồi. Rất là dày luôn các bác này. Đấy. Đây. Các bác nghe tiếng nó kêu chưa? Nghe tiếng kêu là mình biết rồi. Hàng khá là dày dẫn chắc chắn luôn nhá, khá dày dẫn chắc chắn luôn. Giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn. Siêu hạt rẻ cho bác luôn nhá, siêu hạt rẻ luôn. Đó. Con này thì giá chỉ có 150.000 thôi, 150k. Đấy, 150k đợt này thì sẽ về cho các bác cái giá nó sẽ tốt hơn một chút, nó sẽ là 140.000 nhá, 140.000. Đấy, rất dày dặn chắc chắn luôn. Đó, lên mã giúp cho em là chảo rán 28 nhá. Đấy, chảo rán 28. Chảo rán 28 giá của nó sẽ là có đánh nhám chống dính nhá. Có đánh nhám chống dính luôn thôi nhá. À, đây, có đánh nhám chống dính này. Rất là ngon lành cành đào cho các bác luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 140.000 nhá. Giá thì tốt cho các bác luôn. Lên cho em là chảo rán 28 nhá. Đấy, chảo rán này, chảo rán 28, giá của 28 cm, giá của nó sẽ là 140k nhá. 140.000 cho cái chảo rán 28 cm như này. Rồi, ok. Chỗ em đang mưa nó hơi ồn, các bác chỉnh cái âm lượng của mình to lên một chút nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái sơn inox nhá. Đấy, thì một cái
Một cái lọ sơn inox như này bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 80.000 thôi nhá. 80.000 cho một lọ sơn inox như này. Đấy, con này thì nó dùng rất là tiện luôn. Đây các bác có thể sơn xịt lên các cái bề mặt ví dụ như là sắt thép hoặc là các cái bề mặt mà bị rỉ sét các bác này. Đấy các bác xịt lên cho em như này. Đó. Đấy. Đấy. Thì con này của nó sẽ là rất là tốt luôn. Đấy. Thì đây, cái bề mặt inox như này em xịt lên này hoặc là các bác có thể xịt lên sắt thép này. Các bề mặt để mình xịt lên nó sẽ chống cho các bác là ăn mòn cực kỳ là tốt luôn. Đấy. Con này thì chuyên chống ăn mòn nhá, chuyên chống ăn mòn cực kỳ là tốt luôn. Ăn mòn rỉ sét. Các bác ở bên dùng ở bên gọi là bên tàu biển, tàu biếc hoặc các cái vị trí nào mà cổng cửa bị rỉ sét, bị ăn mòn các bác xịt vào cho em cực kỳ tốt luôn. Đấy, chuyên sơn này thì chuyên xịt chống ăn mòn rất là tốt luôn nhá. Đấy, nó sẽ là inox 318 này. Đấy, inox 318 nhá. Dung tích của nó là 180g và 350 lít nhá. Inox 318 các bác này, inox 318. Nó sẽ là cái sơn inox các bác nhá. Lên cho em là sơn inox, giá của nó sẽ là 80.000. Đó, các bác lên cho em là sơn inox này. Đó, lên mã giúp cho em là sơn inox nhá. Sơn inox giá của nó sẽ là 80k cho một cái bình sơn inox như này. 80.000 cho một cái bình sơn inox như này nhá. Rất là tiện dụng cho các bác sử dụng luôn. Đấy. Đây các bác xem này. Đấy em sơn lên một tí là nó sẽ đây. Đấy các bác theo. Đó, nó sẽ phủ một cái lớp sơn lên và tráng lên bề mặt để nó chống cho bị ăn mòn, bị rỉ sét rất là tốt. Lên cho em là sơn inox giá chỉ có 80.000 thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái mã sản phẩm, đó là cái các bác lên cho em là túi thả bồn cầu nhá. Đấy thì một túi này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 10 viên và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá siêu hợp lý luôn, chỉ có 15.000 thôi. 15.000 cho một túi 10 viên như này. Đây nó sẽ là dạng túi như này. Đấy và cái viên này, cái này của nó sẽ là dạng là túi lưới nhá, túi lưới nó sẽ tự tan. Đấy thì các bác cứ thả cái viên này vào trong cái bồn cầu nhà mình là cái nước nó sẽ ra màu xanh. Thì cái này công dụng của nó rất là nhiều, các cái công dụng khác nhau. Đấy thì đây em sẽ lên cái công dụng chi tiết cho các bác xem. Đấy, thứ nhất các bác lên cho em là túi thả bồn cầu nhá. Túi thả bồn cầu này. Túi thả bồn cầu này. Túi thả bồn cầu. Đấy, một túi này của nó thì sẽ bao gồm là 10 viên và giá sẽ là 15k cho một túi như này nhá. Đấy, công dụng thứ nhất là sạch này. Đấy, sạch này, thứ hai là thơm này. Thơm này, thứ ba là diệt khuẩn này. Đấy, sạch thơm và diệt khuẩn nhá. Thì rất là tốt luôn các bác cứ. Các bác mỗi tháng các bác thả cho em một viên. Mỗi tháng các bác thả cho em một viên vào cái bồn cầu nhà mình là nó sẽ sạch thơm luôn các bác nhá. Đấy. Sạch thơm và diệt khuẩn rất là tốt luôn. Và nó ra cái nước màu xanh cũng rất là đẹp, màu xanh như xanh nước biển đấy các bác nhá. Đó. Rất là đẹp luôn. Lên mã giúp cho em đó là túi thả bồn cầu, giá sẽ là 15.000 nhá. 15.000 cho một túi như này. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái giấy lau giày nhá. Giấy lau giày thì bên shop bán sẽ là 20.000 cho một bịch như này. 20.000 cho một bịch giấy lau giày như này các bác nhá. Đấy. Bán sẽ là 20.000 cho một bịch như này. Thì cái giấy này của nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái loại giấy nó đã tẩm sẵn các cái xà bông các thứ vào đây rồi. Đấy, về nhà các bác chỉ việc lau này thôi. Đó, lau như này. Đấy, các bác cứ lau như này là nó sẽ sạch hết nhá. Đấy, kể cả tay em vừa nãy dính sơn đây này. Đấy, tay em vừa dính sơn mà em lau này nó cũng sạch hết luôn. Ở đây thì nó sẽ đã có tẩm sẵn xà bông, xà phòng cho các bác rồi. Về nhà các bác chỉ việc là lau đi cho em là xong. Đây nhá. Đấy. Đây, ví dụ như đây cái biển này của em đang bẩn, nó đang dính chữ này. Đấy, em lau đi nhá. Đấy, lau đi là nó sẽ sạch luôn các bác này. Đấy, các bác thấy không? Đây, lau là nó sẽ sạch dần đi này. Đấy các bác này. Đấy, nó sẽ mài mòn đi và nó sẽ sạch dần đi nhá. Đó. Thì giày dép các thứ các bác mà bị bẩn các bác cũng dùng cái này lau cho em rất là tiện luôn. Chuyên để lau giày các bác không phải giặt nữa. Đấy thì nó rất là sạch, đảm bảo cho các bác nhanh gọn không phải giặt. Giặt giày nhiều nó ẩm ướt nó sẽ nhanh hỏng nhá. Đây các bác này, đấy ví dụ như cái đôi giày mà bị bẩn bị đấy các bác xem. Đây này. Đấy. Đây này, kể cả là đây là viết bút vào đây này, viết bút vào lau nó còn sạch luôn các bác thấy không? Đó, rất là tiện dụng luôn nhá. Đó, và giá thì rất hợp lý nhá. Có cái gói giấy ướt bình thường không? Nhưng thật ra đây là chiếc giấy ướt thần kỳ để lau giày các bạn ạ. Đối với đây. Mình thì đây là một cái phát minh cấp tiến của nhân loại dành cho những người lười như mình đây. Chỉ việc lấy giấy ướt ra xong rồi lau cái đôi giày thôi, thế là nó có cái lớp bọt như này này. Là do cái dung dịch tẩm ở trong đấy đấy. Xong rồi mình lấy một cái khăn khô mềm để mình lau lại để cho nó khô đi ấy. Kể từ khi mà mình biết được cái giấy ướt lau giày này ấy, kiểu cuộc đời của mình bước sang một trang mới luôn. Rất là đẹp, sáng bóng luôn các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái búa vàng các bác này. Đây, nó sẽ là một con búa như này. Kích thước chiều dài của nó thì vào khoảng là 15cm nhá. Và nó sẽ là hàng đấy, hàng mạ vàng rất là đẹp như này. Đấy, hàng mạ vàng rất là đẹp như này.
Đấy thì ở đây của nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái đầu tô vít này, một đầu tô vít này. Đấy, một cái thân búa xoáy ra sẽ là một đầu tô vít này. Tiếp theo xoáy ra thì nó lại là một cái đầu tô vít nữa này. Đấy, lại là một đầu tô vít nữa nhá. Đó, lại là một đầu tô vít nữa luôn, nó rất là tiện. Đấy, trong này nó sẽ có cho các bác là một cái đầu tô vít ở trong lõi nữa. Như vậy của nó khi mà mình xoáy ra thì nó sẽ có 1 2 3 4 chi tiết như này. Một cái đầu vít này. Đấy. Một cái đầu mũi ba khe này và một đầu vít nhỏ nữa này. Đấy. Con này thì rất là tiện nhá. Đây, bỏ vào đây này. Đấy, các bác có thể bỏ vào đây. Rất là tiện luôn và xoáy vào này. Thì con này các bác có thể dùng đa di năng được luôn, nó rất là tiện. Đấy. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em là búa vàng bao nhiêu nhỉ? Lên cho em là búa vàng nhá. Giá của nó sẽ là 60.000. Các bác có thể dùng để làm thợ làm nghề rất là ok này. Đấy, xoáy ra cho em. Đây nó sẽ bao gồm cho các bác là một con tô vít dẹt, dẹt to này. Đấy. Xoáy ra tiếp thì nó lại có cho các bác là một cái con vít dẹt bé này. Đấy, một vít dẹt bé như này. Và xoáy ra nữa thì nó lại có cho các bác là một cái vít như này các bác này. Đấy, một cái vít múi như này, các bác có thể xoáy vào đây để mình sử dụng này. Rất là đa di năng và rất là tiện luôn nhá. Đó. Thì con này bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 60.000 cho một con búa vàng như này nhá. Rất hợp lý cho các bác luôn và nhiều chức năng. Đấy, nhiều chức năng, nhiều công năng sử dụng luôn. Đấy, rất hợp lý các bác. Đấy, rất là đa di năng luôn. Đây, chiều dài của nó thì vào khoảng là 15-17 cm. Và con búa này thì nó sẽ là bằng một cái ngón tay trỏ như này nhá. Bằng ngón tay trỏ như này. Lên cho em là búa vàng, giá của nó sẽ là, đây, các bác lên cho em là búa vàng nhá. Giá của nó sẽ là 60.000 cho một con búa vàng như này. Đấy, lên mã giúp cho em là búa vàng này. Búa vàng giá của nó sẽ là 60k nhá. 60.000 cho một con búa vàng nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái bọc yên nhá. Các bác lên cho em là bọc yên. Con này thì yên to, yên nhỏ, yên lớn, yên bé, yên mẹ, yên con, xe SH, xe đạp điện, rồi xe lít, xe tay ga là vừa hết nhá. Xe nhỏ, xe to đều vừa hết. Tại vì nó có chun co giãn như này. Và nó sẽ có cái phần như này để các bác đai lại này. Đấy, các bác có thể đai lại, rất là tiện luôn. Đó, lên mã giúp cho em là bọc yên. Giá sẽ là 50.000 cho một cái con bọc yên như này. Con này thì rất là tiện dụng để cho các bác sử dụng trong các cái sinh hoạt. Bọc lên xe cổ để mình đi lại nhá. Lên mã giúp cho em là bọc yên nhá. Bọc yên giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho một cái bọc yên như này. Đây em sẽ có cái video thực tế luôn. Đây các bạn này, nó sẽ có dây chun co giãn này. Đấy, và có đai như này. Các bác có thể bọc lên xe rất là tốt luôn để giảm độ nóng này, chống nước này. Đấy, bọc lên cái yên xe như này rất là tiện dụng các bác thấy không? Đó. Các bác lên xem là bọc yên, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 50.000 cho một con bọc yên như này. Đấy, chống được cả nước luôn. Bọc lên rất là ngon các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác một cái dòng sản phẩm đó là cái khoan mini các bác nhá. Các bác lên xem là khoan mini. Giá sẽ là 180.000 trong cái bộ khoan mini như này. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là rất là nhiều chi tiết đi kèm luôn. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một tay máy khoan này. Một tay máy khoan như này các bác nhá. Đấy, một tay máy khoan như này. Hàng này thì nó sẽ có sẵn pin bên trong rồi. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Đó, đây thì ở đây nó sẽ có cho các bác là các cái đầu vít các thứ này. Đấy, các đầu vít các kiểu này. Đấy, các bác dùng để mình dùng nó rất là ok luôn. Và máy chạy cực kỳ là khỏe nhá. Đấy. 180.000 cho bộ này sẽ bao gồm cho các bác là 30 đầu vít này, 30 đầu vít này, 30 đầu vít khác nhau nhá, vuông, tròn, ba khe, lục giác đầy đủ cả này. Tiếp theo là sẽ có cho các bác là một cái con tay công như này nhá, một cái tay ngoắt nghéo như này, một tay ngoắt nghéo như này. Đấy. Rồi sẽ có cho các bác là các cái đầu khẩu lục giác các bác này. Đây. Đấy, các cái đầu lục giác này, đầu lục giác này, rồi là các cái đầu vít như này và có cả mũi khoan luôn nhá, có cả mũi khoan luôn, tay công, tay nối dài như này. Đấy, một cái bộ rất là chất lượng xịn sò như này. Đây, có cả đảo chiều luôn coi nhá. Có cả đảo chiều luôn. Đó. Con này thì rất là tiện nhá. Đấy. Các bác có thể dùng xoay thẳng như này được nhá. Đấy, con này hình như nó có thể xoay thẳng được đây. Đấy, các bác có thể xoay thẳng như này được này. Đấy. Xoay thẳng này để mình làm vít cho nó tiện này. Đấy, làm vít thì các bác bóp tay này cho nên này chị em. Đó. Bóp tay này chị em nhá. Đó, đây. Như này là xoay thẳng này. Các bác nhấp cái lẫy này thì nó lại xoay chéo trở lại này. Đấy, lại xoay trở lại như này. Rất là tiện luôn. Hàng khá là thông minh luôn nhá. Đấy. Đây các bác này. Các bác ấn cái chữ plus này cho em nhá, sau đó thì xoay đi như này nhá. Thì nó sẽ là ra một cái khoan thẳng như này này. Đấy, ra một cái khoan thẳng như này. Các bác thấy không? Ra một khoan thẳng như này thì các bác có thể dùng rất là tiện này. Đấy, các bác thấy không? Đầu cắm sạc ở đít này nhá, cắm sạc ở đít này, rất là tiện luôn, các bác thấy không? Đó, hoặc các bác có thể lại đảo lại như này. Đảo lại như này. Khi đảo thì các bác nhấn cái này cho em nhá, xoay trở lại như này. Đấy, thì nó sẽ là một cái khoan hình chữ T như này nhá. Đấy, hình chữ L như này, rất là ngon luôn. Giá rất hợp lý nhá. Rồi ok. Lên cho em là khoan mini, giá sẽ là 180.000. Đó. Khoan mini này, đó. Khoan mini giá sẽ là 180k nhá.
Hello, vâng, lại là em Huấn Phạm đây các bác nhá. Rất vui trân trọng cảm ơn quý cô bác anh chị đã quan tâm đến shop, theo dõi ủng hộ cũng như là mua các mặt hàng bên em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship, và các bác nhấc cái cân lên trước khi mua hàng nhá, tức là cân nhắc nhá. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái con khoan mini nhá. Lên mã theo là khoan mini, giá của nó sẽ là 180.000 này, 180.000 cho một em khoan mini như này. Khi các bác nhận được hàng thì sẽ là nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này nhá. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một máy khoan này. Một máy khoan như này chạy bằng pin nhá, một máy khoan chạy bằng pin này, kèm thêm cho các bác là 30 đầu vít này, 30 đầu vít với 30 chi tiết khác nhau nhá. 30 đầu vít với 30 chi tiết khác nhau này, một cáp sạc này và các cái đầu khẩu từ 4 đến 14 gì đấy này. Các đầu khẩu từ 4 đến 14 này, rồi đi kèm nữa cho các bác là các cái đầu mũi vít này, đầu mũi vít, đầu mũi khoan này và một cái tay lắc này, một tay lắc như này các bác nhá. Đó thì em sẽ đi vào chi tiết luôn. Con này thì nó có đảo chiều các bác nhá, có đảo chiều nhá. Đấy, đây. Em sẽ thử sản phẩm cho bác xem này, có đảo chiều này, đây. Đấy, đây sẽ là đây, xoáy vào này các bác này. Đấy, xoáy ra các bác này, xoáy ra đây. Đấy, khoan cực kỳ là khỏe luôn các bác nhá. Đấy, xoáy vào này. Rất khỏe luôn con này. Đó, thấy các bác thấy không? Rất khỏe luôn nhá. Ở đây thì con này nó sẽ có đảo chiều cho các bác luôn, tức là có xoay thẳng cho bác luôn nhá. Nó sẽ là đang hình chữ L như này, đang hình khẩu súng như này. Các bác có thể xoay thẳng được nhá. Ấn cái tay trái các bác cầm, sau đó ấn cái nút đỏ này cho em, sau đó tay phải thì mình chỉ cần vặn đảo như này thôi nhá. Vặn đảo này thì nó sẽ ra một cái khoan thẳng này các bác này. Đấy, một cái khoan thẳng như này. Thì các bác có thể dùng thẳng hoặc là mình dùng kéo tùy theo nhá. Đấy, có đảo chiều cho bác luôn. Đấy, dùng thẳng này, em dùng thẳng đây. Đấy, xoáy vào này. Rất khỏe luôn các bác nhá. Đấy, xoáy ra này. Đấy, xoáy ra. Rất khỏe luôn các bác này. Đó. Lên mã giúp cho em là khoan mini nhá, khoan mini. Đây. Đấy, xoáy ra các bác nhá. Đây, xoáy vào này. Xoáy vào thì cần đảo chiều là sẽ ra này. Ở đây nó sẽ có đảo chiều nhá, có đảo chiều. Đó, có đảo chiều như này. Đó. Rất là ngon lành luôn. Thì các bác chỉ cần nhấn cái này thôi, sau đó thì mình xoay cái tay như này. Đấy, xoay tay như này là nó sẽ về cái hình chữ L này, rất là tiện này. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái đầu như này, một cái đầu như này để các bác lắp vào này. Đấy, để các bác vặn vít ở đây này. Đấy, con này nó sẽ vặn vít ở đây luôn. Rất là tiện nhá, rất tiện nha các bác này. Đấy, đây đầu vít đây. Nó sẽ có này để các bác đưa vào các cái vị trí ngoắt nhéo, ốc ngoằng ngoèo được hết nhá. Đó. Con này rất là khỏe và ngon lành luôn. Giá thì bên shop đang trân trọng gửi tới quý cô bác anh chị cái giá siêu hợp lý luôn. Một cái bộ vít như này mà giá chỉ có cho các bác là 180.000 thôi. Đấy, lên cho em là khoan mini nhá. Lên cho em là khoan mini, giá của nó sẽ là 180.000. 180.000 cho một cái bộ khoan mini như này. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Chọn bộ sản phẩm như này các bác nhá. Đấy, rất là ngon. Em đã test sản phẩm cho bác xem rồi, đựng trong một hộp cực kỳ xịn sò như này. Lên cho em là khoan mini, giá sẽ là 180.000. Rất là ok luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái đèn xanh nhá. Các bác lên cho em là đèn xanh. Nó sẽ là một con đèn màu xanh như này. Đấy, nó sẽ có quai như này các bác này. Có quai như này rất là tiện dụng luôn. Quai như này để các bác đeo các bác nhá. Đấy, để các bác cầm tay như này rất là tiện này. Con này thì có nam châm hít này. Đây nó sẽ có hai cái thanh nam châm hít này và nó sử dụng tấm pin năng lượng mặt trời nhá. Các bác có thể sử dụng trực tiếp pin năng lượng mặt trời này hoặc là các bác có thể sử dụng để mình cắm sạc cũng ok thôi. Đấy, đây em sẽ bật lên cho bác xem này. Con này thì rất là sáng luôn. Công suất mặc định của nhà sản xuất là 500W này, sáng trắng sáng chói luôn. Đấy, sáng chói lọi luôn các bác nhá. Đấy các bác thấy không? Đây, nhìn vào là lóe mắt luôn. Đấy. Và nó sẽ có cho các bác là sáng trắng sáng vàng này và sáng trung tính này và nhấp nháy cảnh báo này. Đấy, sáng trắng sáng vàng trung tính và cảnh báo nhá. Con này thì kích thước của nó là nó rất là nhỏ gọn nhá, nó chỉ trong lòng bàn tay này thôi các bác này. Các bác nhìn cái bàn tay của em đã ướm vào để cho các bác cảm nhận được cái độ to nhỏ của nó này. À, chiều dài của nó thì chắc là khoảng 10cm thôi, từ 8 đến 10cm thôi nhá. Đấy, chiều dài chiều rộng thì khoảng từ 8 đến 10cm thôi. Nó cũng rất là nhỏ xinh trong lòng bàn tay này các bác này. Đấy, để em ướm cái bàn tay vào để các bác cảm nhận được sản phẩm nhé. Không các bác bảo là xem trên video thì to mà về nhà thì bé tí hin như này thì nó mất công. Đó, đây. Thì nó sẽ là một cái con đèn như này. Các bác lên cho em là đèn xanh nhá. Nó màu xanh rất là đẹp luôn. Lên mã giúp cho em là đèn xanh. Con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100.000 nhá. 100.000. 95.000 cho con đèn xanh như này. Đấy, lên mã giúp cho em là đèn xanh. Giá sẽ là 95.000. Đấy, giá siêu tốt cho các bác luôn. Con này thì nó sẽ sử dụng pin năng lượng mặt trời. Các bác có thể dùng để mình ăn cơm ăn nước này hoặc là đi đường hoặc là mưa gió bão bùng các bác có thể sử dụng rất là ok. Tại vì nó có pin năng lượng mặt trời thì đề phòng khi mà các bác mất điện thì mình chỉ cần phơi ra ngoài nắng là nó sẽ tự hấp thụ pin nhá. Đó, có nhấp nháy cảnh báo luôn. Công suất mặc định của nhà sản xuất là 500W nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là đèn xanh nhá, đèn xanh. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 95.000 cho một con đèn xanh như này. Đấy, có kèm cho các bác một cái cáp sạc như này nhá. Kèm cáp sạc như này về nhà các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình thôi. Giá thì khá là hợp lý cho các bác rồi. Một con đèn xanh chất lượng như này và giá chỉ có 95.000 thôi nhá. 95.000.
lên mã giúp cho em đó là đèn xanh nhá. Đó, đèn xanh giá sẽ là 95k. Đó, đèn xanh này giá sẽ là 95k. 95.000 cho con đèn xanh như này, rất là nhỏ gọn thôi. Kích thước của nó thì nó chỉ vào khoảng là 8 đến 10 phân thôi nhá, chiều rộng. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái đốc sạc kèm pin nhá. Lên mã giúp cho em là đốc sạc kèm pin này, giá sẽ là 65.000. Ở đây thì nó sẽ là một con đốc sạc như này, kèm thêm cho các bác là 4 viên pin. Pin này của nó là thuộc dạng là pin đồng hồ nhá, thuộc dạng pin đồng hồ. Đây. Đấy, về nhà các bác chỉ cần lắp vào này cho em là xong này. Thì cái này thì các bác có thể dùng để hát karaoke này, hoặc lắp vào đồng hồ, hoặc lắp vào các cái thiết bị mà pin to, tức là pin đồng hồ là ok hết. Đấy, thì lên mã cho em là đốc sạc pin đồng hồ, giá của nó sẽ là 65.000 nhá, 65.000 cho một bộ như này, bao gồm cả đốc sạc và pin. Đấy, lên mã giúp cho em là đốc sạc pin đồng hồ này, đốc sạc pin đồng hồ nhá. Pin đồng hồ giá của nó sẽ là 65k nhá. 65.000 cho một cái đốc sạc pin đồng hồ như này. Đó, 65.000 cho một cái đốc sạc pin đồng hồ như này thì sẽ bao gồm cho các bác là cả đốc sạc và pin. Đó, đốc sạc và pin. Còn bên em không bán lẻ, không bán rời nhá, không có hàng bán rời mà chỉ có hàng bán theo combo thôi, theo combo cả đốc sạc cả pin thôi nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái con bơm tẩu nhá. Các bác lên cho em là bơm tẩu hàng của thương hiệu Toyota nhá. Hàng thương hiệu Toyota. Thì con này các bác về chỉ bơm được cho, gọi là chỉ bơm được cho ô tô thôi. Đấy, chứ không bơm được xe máy, xe đạp, và không bơm được điện đâu các bác nhá, không bơm được điện đâu. Con này nó sẽ là cắm tẩu ô tô. Hàng thì của thương hiệu Toyota này, của thương hiệu Toyota. Đấy, công suất bơm của nó thì được 6 kg hơi nhá. Đấy, tối đa là được 6 kg hơi các bác này. Đấy, 6 kg hơi. Con này thì nó sẽ là cắm vào cái tẩu ô tô nhá, cho nên là chỉ dùng cho ô tô được thôi các bác nhá. Đấy, sẽ dây dài khoảng từ 2 đến 3 mét như này, đủ để các bác kéo ra bánh sau ô tô. Thì nó sẽ có một cái đầu tẩu như này nhá. Về nhà các bác cắm vào cái ô tô cho em, sau đó thì mình bơm lên. Đấy, mình bơm lên là ok. Đó, thì lưu ý các bác nhá, là khi mà các bác sử dụng ấy thì nó sẽ có cho các bác là cái nấc nguồn này, bật nấc nguồn lên này. Còn khi nào các bác sử dụng hơi thì các bác phải nhấp cái nút này nhá. Nhấn cái nút này thì hơi nó mới bắt đầu xuất hơi này. Đấy, thì nó mới ra hơi, còn lại là các bác bật nguồn không thì nó sẽ chưa có hơi đâu. Máy chạy nhưng mà chưa có hơi đâu nhá. Các bác phải nhấn cái nút cấp hơi này thì hơi nó mới ra này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý rồi. Chỉ có 180.000 cho cái con bơm tẩu ô tô này thôi nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là bơm tẩu ô tô, giá sẽ là 180.000. Con này chỉ dùng cho ô tô thôi các bác nhá, chứ không dùng cho xe máy, xe đạp được đâu. Không, nhiều lúc các bác mua về lại tưởng là bơm được cho cả xe máy, xe đạp. Tại vì nó phải cắm vào ô tô cơ thì mới dùng được. Lên mã giúp cho em là bơm tẩu ô tô này. Bơm tẩu ô tô giá của nó sẽ là 180k nhá. Chỉ dùng cho ô tô thôi. Đấy, chỉ cho ô tô này, chỉ cho ô tô thôi các bác nhá. Đó, chỉ cho ô tô thôi, bơm tẩu ô tô 180.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái các bác lên cho em là vòi bạc nhá. Con này thì nó sẽ là xoay 380 độ. Bên shop có loại bằng nhựa và loại bằng inox. Bằng nhựa thì là 60.000 và bằng inox là 80.000. Tùy theo nhu cầu, mục đích của các bác này. Con này thì nó sẽ là bằng thép nhá. Bằng thép. Đấy. Còn có loại thì bằng nhựa nhá. Đấy, có thể đảo chiều như này để ra chế độ một vòi và chế độ hoa sen. Ốc yếc các thứ đầy đủ cho các bác luôn. Ốc yếc phụ kiện đầy đủ về nhà, rong riếc đầy đủ về nhà, các bác chỉ cần xoáy ra bắt vào cho em là ok thôi. Đấy, em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Lên cho em là vòi bạc nhá, vòi bạc. Giá của nó sẽ là 80k nhá, 80k cho con bằng inox như này, còn con bằng nhựa thì sẽ là 60.000. Đây các bác nhá, cơ bản thì nó sẽ là đúng như trên video như này. Các bác lắp vào đầu vòi này. Sau đó thì mình sẽ sử dụng ví dụ như là ngoắt nghéo này, đấy, chỉnh chế độ nước này, đánh răng, rửa mặt, gội đầu đều ok hết nhá. Đấy, đây đánh răng này, rửa mặt này, rất là tiện dụng luôn nhá, gội đầu này. Đấy, thì nó sẽ đảo được 360 độ để các bác vừa là đánh răng, rửa mặt, gội đầu, vừa là mình làm các cái công việc khác, nó đều là rất là ok và hợp lý cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là vòi bạc, giá sẽ là 80.000 cho con bằng inox, còn con bằng nhựa thì sẽ là 60.000, tùy theo cái nhu cầu của bác. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái xẻng đây. Các bác lên mã giúp cho em là cào xẻng mini nhá. Đấy, một cái bộ này bao gồm cho các bác là hai cái xẻng này, hai cái xẻng và một cái cào như này, một cái cào như này. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 3 món nhá. Hàng này của nó là hàng mini thôi. Cái xẻng này của nó chỉ bằng hai ngón tay này thôi này. Đấy, bằng hai ngón tay này thôi. Lên mã giúp cho em là cào xẻng mini. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 30.000.
30.000 cho một cái bộ cào xẻng mini như này, rất là tiện này. Chiều dài của nó thì khoảng 20 cm. Đấy, nó sẽ có hai cái xẻng và một cái cào. Các bác dùng để mình nhặt cỏ, làm cỏ trong vườn hoặc là chậu cảnh chỗ biết. Có các cái cây cỏ thì mình đào nó đi, nhặt nó đi rất là tiện. Lên cho em là cào xẻng mini, giá sẽ là 30.000 nhá. Đó. Nó nhỏ nhỏ thôi, cho em lên là cào xẻng mini nhá, rất là nhỏ nhá. Cào xẻng mini giá sẽ là 30k nhá, 30.000. Rất nhỏ thôi các bác nhá. Mini mà, đầu xẻng này của nó chỉ bằng hai ngón tay thôi. Lưu ý giúp cho em, cào xẻng mini. Tiếp theo thì em lên cho bác cái hít cửa nhá. Cái này thì bỏ vào luôn đi còn đá. Lên cho bác cái hít cửa các bác nhá. Cái này thì các bác dùng để mình chân động vào, tay nhặt nó lên. Thì các bác chỉ cần là lắp vào cái khuy cửa nhà mình này. Đấy, sau đó thì nó sẽ tự động nó mình đẩy cửa vào, nó sẽ hít vào cái phần gạch men để cho nó khỏi bị sốc, hoặc là trẻ con nó có va đập vào các cái đầu tay nắm cửa thì không bị gì. Đó, lên cho em là hít cửa giá sẽ là 15.000 nhá. 15k thôi. Lên mã cho em là hít cửa này. Hít cửa giá sẽ là 15k cho một em như này. Rất là tiện dụng luôn. 15.000 cho mấy em hít cửa như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác này, đấy bình thường nếu mình sử dụng thì nó sẽ rất là nguy hiểm này. Đấy, nhưng mà có cái này các bác chỉ cần cho vào cho em là xong, rất là tiện nhá. Đấy, cửa giá nhà mình bị đấy, đẩy này nó sẽ hít vào này. Nếu gạch men nó hít vào luôn. Đấy các bác thấy không? Nó vỡ rất là nguy hiểm nhá. Đó, nhưng mà có con này thì rất là ok luôn. Giá thì bên shop cũng đang trân trọng gửi tới quý cô bác anh chị cái giá siêu hạt rẻ luôn. Một cái tay hít cửa như này giá chỉ có 15.000 thôi. 15k cho một cái tay hít cửa như này nhá. Rất là tiện dụng để cho quý cô bác anh chị sử dụng trong sinh hoạt gia đình nhà mình. Rồi ok. Hello các bác nha, nay thì bên shop lại tiếp tục về một số mã hàng, em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bơm cây này. Đấy thì cũng lưu ý các bác luôn là đây là một trong những cái sản phẩm nó tương đối là cồng kềnh. Đóng gói thì mất tiền ship rất là nhiều. Con này bên em phải mất khoảng 50.000 tiền ship cho một cái bơm cây như này. Cho nên là lưu ý các bác là khi các bác đặt hàng là phải cân nhắc, cảm thấy là đúng nhu cầu, mục đích sử dụng và công năng thì các bác hãng đặt, để tránh cái việc là bom hàng. Tại vì là cái bơm như này nó rất là cồng kềnh, mang đi mang về rất là nặng và mất công, mất thời gian. Cho nên là các bác lưu ý cho em, đóng gói nó rất là mất công. Hàng thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Kiruto, hàng nội địa của Nhật nhé. Và con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Một con bơm cây rất là chất lượng như này. Đây, đầu vòi bơm đây. Con này các bác có thể bơm xe đạp, xe máy thoải mái nhé. Bơm xe đạp, xe máy thoải mái luôn. Và có báo hơi không nhá, có báo công suất cho các bác luôn. Đấy, đây nó sẽ có báo công suất các bác này. Đây đấy, và con này thì nó là tương đối là khỏe và rất là đẩy hơi nhá, có đồng hồ báo nhá, có đồng hồ báo rất là tiện. Và bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý thôi. Đấy, bơm rất là khỏe và đẩy hơi luôn nhá. Đấy các bác thấy không, đây rất là đẩy hơi luôn nhá, có đồng hồ báo nhá, có đồng hồ báo. Con này thì các bác có thể bơm xe đạp, xe máy, kể cả bơm ô tô cũng ok. Đấy, bơm ô tô cũng ok luôn. Hàng thì nó sẽ là của thương hiệu Kiruto này. Kiruto made in Japan, hàng nội địa của Nhật nhá. Made in Japan, hàng nội địa của Nhật này, cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Thân bơm của nó thì bằng inox nhá, thân bơm bằng inox như này, cực kỳ dày dẫn và chắc chắn nhá. Đấy, chân bơm rồi phao phiếc các thứ rất là ngon luôn. Lưu ý các bác là cái này nó rất là cồng kềnh, cho nên là các bác cân nhắc trước khi đặt hàng. Mình bây giờ là người lớn rồi, mua bán nó cũng phải là gọi là văn minh, lịch sự. Đấy, cảm thấy là có nhu cầu thực sự thì các bác hãng đặt mua, còn không có nhu cầu thì thôi, để tránh cái việc là hàng gửi đến các bác à lê không nhận các nhá. Đấy, thì em nói thẳng cái luôn, tại vì cái hàng này nó rất là cồng kềnh. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái kéo tôn trợ lực nhá. Lên mã cho em là kéo tôn trợ lực, nó sẽ là một con kéo chuyên để cắt tôn, rất là xịn sò luôn các bạn. Đấy, chuyên để cắt tôn rất là xịn sò luôn. Thì con này nó sẽ có cho các bác là một cái phần như này. Khi mà các bác cắt thì cái đây, ví dụ em đây tượng trưng đây nó là miếng tôn nhá. Khi bác cắt thì cái miếng tôn nó sẽ nằm ở dưới này, và các bác cứ đẩy tay đi bình thường. Đây tay em đang đẩy đi đây. Đấy, nếu như một cái kéo mà không nghiêng 45 độ như này thì cái miếng tôn nó sẽ đẩy thẳng lên tay như này, thì các bác khó thể có thể cắt được. Nhưng mà con này thì nó rất là gọn các bạn, rất là gọn luôn. Đó, lên cho em là kéo tôn trợ lực nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có 160.000 cho một con kéo tôn trợ lực như này thôi. Đó, lên mã giúp cho em là kéo tôn trợ lực, giá sẽ là 160k. Đó, kéo tôn trợ lực này, kéo tôn trợ lực. Chỗ em nó đang hơi bị mưa, nó hơi ồn nhá, các bác có thể chỉnh cái âm lượng của mình lên nhá. Kéo tôn trợ lực giá sẽ là 160k nhá, 160.000 cho con kéo tôn trợ lực như này.
sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái dòng sản phẩm cũng rất là hay, đó là cái đồng hồ kìm nhá, có lên trên là đồng hồ kìm đó, đồng hồ kìm đo điện. Con này thì để các bác đo điện này, rồi đo thông mạch này, rồi đo dây điện các thứ rất là ok luôn. Đấy, các bác lên cho em là đồng hồ đo điện nhá, đồng hồ đo điện đi cho nó dễ. Đấy, đồng hồ đo điện đây thì nó sẽ có cho các bác là hai cái rắc cắm như này, một viên pin của hãng này, đấy PL này các bác này đó, và một con đồng hồ kìm như này. Con này rất là tiện luôn, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 230.000 nhá. Đấy, 230.000 và bao ship đến tận nhà cho bác luôn. Nhận hàng các bác có thể kiểm tra, đấy, đo thử và thanh toán nhá. Hàng của hãng chất lượng thì thôi rồi luôn. Đấy, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây, hàng của thương hiệu Kabushi này, Kabushi của Nhật nhá. Đó, rất chất lượng cho bác luôn. Con này thì nó có thể là đo ohm này, đo ampere này, đo điện trở này, đo các loại đo luôn nhá, đo ACD này, đo DC này. Đó. Lên cho em là đồng hồ đo điện nhá, đồng hồ đo điện. Giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 230.000 và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đó. Các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ đo điện nhá. Đấy. Các bác lên đúng tên mã sản phẩm giúp cho em. Đó. Lên mã giúp cho em là đồng hồ này, đồng hồ đo điện này, đo điện. Giá của nó sẽ là 230.000 cho con đồng hồ đo điện nhá, đồng hồ đo điện 230.000. Hôm nay thì bên shop còn một cái con đèn dầu nữa, à một cái con đèn đèn thờ này, các bác lên cho em là đèn thờ này, còn một con duy nhất này. Bán thanh lý xả kho cho bác giá chỉ có 10.000 cho một con đèn thờ này thôi. Đấy, còn một con duy nhất bán thanh lý xả kho cho các bác. Đấy, 10.000 các bác nhá, 10.000 cho một cái con đèn thờ như này, rất là đẹp các bác này. Đấy. Nó sẽ có sẵn pin rồi, về nhà các bác chỉ bật lên cho em là xong. Đó, nháy giống như kiểu là đèn dầu luôn nhá. Đó. Lên mã cho em là đèn thờ. Con này thì bên shop thanh lý nốt cho bác với giá là 10.000 nhá. 10.000 cho con đèn thờ này thôi. Nha. Để lên. Đến bàn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái búa nhá. Đấy. Thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Asahi của Nhật này. Asahi của Nhật thì bên shop sẽ có hai loại. Con bé này thì bên em gọi nó là búa A1 này. Con to này thì sẽ là búa A2. Đấy, con bé này là A1 và con to là A2. Thì giá bên shop đang gửi cho các bác cái giá rất hợp lý thôi. Đấy, con bé A1 này thì A1 bé này thì sẽ là 80.000. Đó, A1 bé này. Đó, A1 bé sẽ là 80.000 nhá, 80.000. Đó, A1 bé 80.000. Và các bác lên cho em là A2 to 130.000. A2 to 130.000 nhá, 130.000. Đó. Thì con này chiều dài của nó vào khoảng là 30 cm và nặng khoảng 6-7 lạng. Cán của nó bằng thép, có bọc nhựa, cầm nắm cực kỳ êm ái và chắc chắn. Đó. A1 bé, A2 to. Đó. Còn con A1 này thì nó sẽ là dòng bé này. Đấy. Con này thì nặng khoảng là, con này thì nó sẽ là nặng khoảng 3-4 lạng. Đấy, chiều dài khoảng 25 cm. A1 bé này thì sẽ là 80.000. 80.000 cho con A1 bé nhé. Đấy, còn con A2 to này thì sẽ là 130.000 nhé. 130.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái con gà tàn thiên Nga nhé. Lên mã cho em là gà tàn thiên Nga. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 190.000 cho một con gà tàn thiên Nga như này. Sản phẩm thì chất liệu của nó sẽ là hàng hợp kim mạ đồng nhá. Hàng của nó sẽ là dòng hợp kim mạ đồng, cực kỳ là dày dẫn chắc chắn và tiện ích luôn, rất là đẹp các bác này. Đấy. Các bác có thể để trang trí phòng khách, phòng ăn. Đấy, rồi để dùng làm gà tàn luôn hoặc là để làm đồ sưu tầm trang trí cũng rất là đẹp. Con này thì nó được mạ đồng nhá, mạ đồng tới vào khoảng là 20% đồng luôn. Mạ tới 20% đồng cho nên là nó rất là dày dẫn chắc chắn. Và giá thì bên shop đang trân trọng gửi tới các bác cái giá cực kỳ hợp lý luôn. Chỉ có 190.000 thôi nhá. 190.000 cho con thiên Nga gà tàn như này. Lên cho em là gà tàn thiên Nga, giá sẽ là 190.000 nhá, 190.000. Đó. Lên cho em nó là gà tàn thiên Nga này. Gà tàn này. Gà tàn thiên Nga. Gà tàn thiên Nga giá của nó sẽ là 190.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop có về cho bác cái lô đó là cái tai nghe iPhone nhá, tai nghe hàng của thương hiệu iPhone. Đấy, dòng này của nó sẽ là iPhone Pro này, EarPods Pro nhá, hàng của thương hiệu iPhone nhá, quả táo này. Đấy. Hàng thì cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy, design by in California nhá. Đấy. Hàng thì sẽ là
sản xuất tại Nhật các nhá, sản xuất tại Nhật đây. Đấy, made in Japan quá này. Đó, made in Japan. Đó, sản xuất tại Nhật. Ở đây thì nó sẽ là một đôi tai nghe như này. Đó, rất là tiện ích cho bác nhá. Tai nghe kèm đốc sạc luôn. Ở đây nó sẽ kèm cho các bác là cả một cái cáp sạc và bốn cái miếng mút nhá. Một cáp sạc và kèm thêm cho các bác là bốn cái miếng lót tai như này. Đây cái cáp sạc của nó đây. Đó, một cáp sạc kèm thêm bốn cái lót tai nữa để cho các bác có thể nghe. Đó, nó rất là tiện dụng nha. Tai mình vừa khẩu độ nào thì mình cho vào cho em. Bốn miếng mút luôn, bốn miếng lót tai, một cáp sạc và một máy tai nghe. Và giá thì rất hợp lý nhá, chỉ có cho các bác là 160.000 thôi. 160.000 cho con tai nghe như này. Hàng nội địa của Nhật này, made in Japan các bác này. Đó, made in Japan. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đó, made in Japan các bác nhá. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng xịn sò luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Đấy. Rất hợp lý cho các bác luôn. Chỉ có 160.000 thôi. Lên cho em là tai nghe không dây nhá. Đấy, tai nghe không dây. Giá sẽ là 160.000. Đó. Lên mã cho em là tai nghe không dây này. Tai nghe không dây. Đấy, không dây giá sẽ là 160.000. 160.000 cho con tai nghe không dây các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái bộ ba thớt kháng khuẩn nhá. Đấy, bộ ba thớt kháng khuẩn, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 55.000 nhá. 55.000 cho một bộ ba chiếc thớt như này. Thớt này của nó thì nó sẽ là dòng thớt nhựa nhá. Đấy, thớt nhựa kháng khuẩn. Đấy, con này thì rất là đẹp luôn. Đây, nó sẽ có ba chiếc thôi nhá, sẽ có ba chiếc như này. Đấy, thớt bằng nhựa kháng khuẩn thì con này các bác dùng để thái đồ ăn chín các thứ hoặc là làm đồ ăn rất là ok. Thì nó sẽ có 3 con với lại 3 kích thước khác nhau. Đó, con to nhất thì của nó, con to nhất này sẽ là 35-25 này, 1 chiều 35, 1 chiều 25, khá là to luôn. Con nhỡ này thì 1 chiều 30 nhá, 1 chiều 30-20. Đấy, 1 chiều 30-20. Và con nhỏ này của nó thì là sẽ là 15-20 nhá, 15-20. Thì combo của nó một bộ như này sẽ bao gồm cho các bác là 3 chiếc nhá. Đấy. Lên mã giúp em là bộ 3 thớt kháng khuẩn nhá. Bộ 3 thớt kháng khuẩn. Bộ 3 thớt này. Bộ 3 thớt kháng khuẩn giá sẽ là 55.000. 55.000 cho 3 cái thớt. Quá rẻ luôn các bác. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái đèn dầu các bác nhá. Đấy, đèn dầu. Thì đây nó sẽ là một con đèn hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy, ở đây thì hàng thanh lý siêu thị chưa qua sử dụng nhá. Con này rất là đẹp các bác này, rất là đẹp luôn. Đấy, nó sẽ là bằng thép và màu sơn của nó sẽ là sơn giả đồng như này, sơn giả đồng này. Đấy, bằng thép sơn giả đồng rất là đẹp luôn. Ở đây thì có cái lẫy này, về nhà các bác xoáy ra, các bác xoáy cái này ra, sau đó thì các bác đổ dầu vào đây cho em. Cái này nó khá là chặt. Đấy. Khá là chặt luôn đây. Đấy, về nhà các bác xoáy cái bước này ra nhá, đổ dầu vào đây cho em nhá. Xoáy cái này ra đổ dầu vào đây này. Đấy. Còn ở đây thì các bác cái bấc này các bác có thể nâng lên tụt xuống này. Đó. Và khi các bác dọi thì khi các bác châm dầu thì cũng rất là đơn giản thôi. Đấy, khi các bác châm dầu thì rất đơn giản thôi. Các bác chỉ cần là kéo cái lẫy này lên này. Đấy, sau đó nghiêng cái này đi, các bác châm dầu vào đây cho em. Đấy, châm lửa vào là xong. Đó. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là đèn dầu nhá. Con này thì nó là về nhà các bác tự cho dầu vào đây, mình sẽ cho dầu dầu đốt ấy, dầu đốt hoặc là dầu chạy công nông là nó sẽ đốt được các bác nhá. Đấy. Lên mã cho em là đèn dầu, giá sẽ là 135.000 nhá. Đó. Lên mã cho em là đèn dầu này. Đèn dầu giá của nó sẽ là 135.000. Rồi, ok các bác nhá. Đấy, lên cho em là đèn dầu, giá sẽ là 135.000 cho con đèn dầu như này. 135.000, rất là tiện dụng cho các bác sử dụng luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái bộ dao Nhật các bác nhé. Các bác lên trên là bộ dao Nhật đây. Khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ là nguyên đai nguyên kiện trong một cái hộp như này các bác này. Nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Đó, giá rất là tốt luôn. Và đây là chọn bộ sản phẩm này. Sẽ bao gồm cho các bác là một cái giá đỡ này. Một giá đỡ, một kéo này. Và sẽ có cho các bác là 4 con dao nhé. 4 con dao luôn. Đây. Đấy, sẽ có cho các bác là 4 con dao. 4 con dao như này. Thao hồ thoải mái cho bác sử dụng luôn. Đó, 4 dao, một kéo, một giá đỡ, một rũa. Đó, bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho bác là như này. Đấy, thì con dao nặng này thì nó vào khoảng là 4 đến 5 lạng này, 4 đến 5 lạng. Còn con nhẹ này thì nó vào khoảng là 3 lạng. Và đây là một con dao thái này, và đây là một con dao gọt này. Đó, thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 4 dao, một rũa, một liếc. 4 dao này, một rũa, một kéo và một kia giá đỡ như này nhá, một cái giá đỡ như này. Đó.
4 gel một đấy một giá đỡ như này. Và chọn bộ sản phẩm như này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là các bác lên cho em là bộ dao nhật nhá. Bộ dao nhật đó. Lên mã cho em là bộ dao nhật 7 món này, 1 2 3 4 5 6 và cả cái giá đỡ nữa là 7. Đấy, lên cho em là bộ dao nhật 7 món nhá. Các bác các bạn lên cho em là bộ dao nhật nhá. Đó, bộ dao nhật này. Giá của nó sẽ là 930.000 nhá, 930k và bao ship tận nhà cho bác luôn. Đó. Và bên em có chính sách ưu tiên nếu bác nào mà chuyển khoản hết nhá. Chuyển khoản hết. Đấy, chuyển khoản hết thì bên em tính tròn cho bác giá là 900.000 thôi. 900k. Đấy, còn nhận hàng thanh toán thì sẽ là 930.000. Đấy, lên cho em là bộ dao nhật 7 món nhá, bộ dao nhật 7 món. Đấy. Bộ dao nhật 7 món nhá, giá của nó sẽ là 900.000 đối với các bác nào chuyển khoản hết. Còn 930.000 là nhận hàng thanh toán là 930.000. Đó thì ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái giá đỡ này, một giá đỡ rất là ngon lành xịn sò như này này, một cái giá đỡ các bác này. Đấy, một giá đỡ này. Kèm thêm cho các bác là một cái liếc này, một cái liếc các bác lắp đây cho em nhá. Đó. Và một con kéo này. Con kéo này của nó thì cũng rất là chắc chắn luôn nhá. Đấy, kéo rất là chắc chắn và ngon lành luôn. Đấy, hàng của thương hiệu Wattbo của Nhật này. Rất chắc chắn ngon lành cho bác luôn, con kéo rất là đẹp này. Đấy, tiếp theo thì sẽ đến cho bác đầu tiên là một con dao gọt này. Con dao gọt này, con này cũng rất là bén luôn con này. Đấy, dao gọt rất là bén luôn. Dao gọt rất là bén luôn. Con này thì dài khoảng 20 cm nhá. Đấy, Japan con này. Đó, đây Japan, Wattbo Japan cho các bác này. Đây, Wattbo Japan con này. Đó. Tiếp theo thì sẽ đến cho các bác là một cái con dao dao Thái này. Con Thái này thì bên em có bán lẻ nhá. Con này bên em đang bán lẻ, giá của nó sẽ là 180.000. Đấy, nếu các bác mua lẻ thì lên mã giúp cho em là dao vuông nhá, dao vuông. Đó. Hàng siêu bén cho các bác luôn. Đó. Lên cho em là dao vuông. Con này thì bên shop sẽ gửi tới các bác cái giá đó là 180.000 cho con dao vuông như này. Nếu mua lẻ là nguyên con này là 180.000 nhá, 180.000. Đó. Tiếp theo thì nó sẽ có cho các bác là hai con dao. Một con dao Thái bản to nhá. Con này cũng rất là bén luôn các bác này. Đấy. Thái bản to như này rất là bén con này. Đó. Con này thì các bác dùng để băm nhẹ này, băm nhẹ. Đấy, con này thì nặng khoảng 2 đến 3 lạng này. Đấy, con này thì từ 4 đến 5 lạng này. Con này các bác dùng để chặt thoải mái luôn nhá. Cũng rất là bén luôn các bác này. Đó, rất là bén luôn. Thì chọn bộ như này. Đấy, khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ là nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này nhá. Và chọn bộ bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 930.000. 930.000 cho một cái bộ dao nhật như này nhá. Giá của nó sẽ là 930.000. Còn các bác mua chuyển khoản hết thì bên em tính cho bác là giá là 900. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái bộ sản phẩm đó là cái bộ V46 nhá. Lên mã giúp cho em là V46 này. Bao gồm cho các bác là 46 chi tiết trong một cái hộp như này. Đấy, 46 chi tiết trong hộp như này. Đầy đủ chọn bộ cho bác xem luôn. Ốc vít, ốc viếc nói chung là đầy đủ hết nhá. Combo cho các bác 46 chi tiết như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy. Con này thì đợt trước giá gửi tới các bác là 130.000. Cầm những cái dây điện vàng. Đợt này bên shop về cho bác giá còn tốt hơn rất là nhiều luôn. Chỉ có cho các bác là 120.000 thôi. 120.000 cho một cái bộ V46 như này nhá. Bao gồm cho các bác là 20 đầu vít này, 2 này, 4 này, 6 này, 8 này, 10 này, 11, 22 đầu vít này. Một tay công, một tay nối dài này, một tay ngoắt nghéo này. Tay công, tay nối dài, tay ngắt nhéo đầy đủ cho các bác luôn. Và các bác có thể lắp trực tiếp vít vào tay công như này nhá. Đấy, lắp vít vào tay công như này. Con này thì có đảo chiều luôn nhá. Có đảo chiều cho các bác luôn. Các bác có thể sử dụng đảo chiều này. Hoặc là các bác có thể sử dụng trực tiếp cái phần tay công này cho em này. Đây, tay công này cho em. Đó, để mình sử dụng này. Rất là tiện luôn. Tay này thì các bác sử dụng tay vít này. Tay vít này. Đấy, hoặc các bác có thể dùng tay công nối dài này. Ở đây nó sẽ có cả tay công nối dài cho các bác luôn. Đấy, tay công nối dài cũng rất là ngon luôn. Đấy, thì các bác có thể sử dụng tay nối dài này cho em này. Đấy. Khi các bác lắp thì cái bi này nó rất là chặt cho nên là các bác lắp đúng lẫy bi và lắp chặt vào cho em là ok nhá. Đấy, đúng lẫy chiều bi và lắp chặt vào cho em là xong. Ok, đó. Ở đây nó sẽ có một cái phần mắt cá bi nhá. Mắt cá bi cho nên các bác lúng lắp đúng phần mắt cá bi cho em. Đó. Có xoáy nhanh, có đảo chiều các kiểu, còn là điểm luôn. Và giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 120.000 thôi. 120.000 cho một cái bộ V46 như này, bao gồm cho các bác là 46 chi tiết luôn. Đó. Đấy, trên dưới 40 chi tiết nhá. Bên em gọi nó là V46 nhá. Đó. Lên mã giúp cho em là V46, giá sẽ là 120.000. Về nhà các bác làm nghề sửa chữa rất là ok luôn. Lên mã giúp cho em là V46 này. V46 giá sẽ là 120k nhá. 120.000 cho bộ V46 như này thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop. Bên shop tiếp tục về cho bác cái dây điện vàng nhá. Dây điện vàng này. Con này thì nó sẽ là dây 1.5 nhá, dây 1.5. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 195.000. 195.000 cho một cuộn dây chấm 5 như này. Dây của nó sẽ là hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đó, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác nhá. Đấy, con này thì nó sẽ là sử dụng điện
sử dụng dây dài 30 mét nhá, dây dài 30 mét rất là chất lượng cho bác luôn. 195.000 hàng nội địa của Nhật nhá, 195.000 hàng nội địa của Nhật, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây. Đấy, rất chất lượng các bác nhá. Dài 30 mét. Con này dây dài 30 mét luôn. Dây lõi đồng 1.5 dài 30 mét. Các bác lên cho em là dây vàng nhá, dây vàng. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là lên cho em là dây vàng này. Dây vàng 1.5 nhá, dây vàng 1.5. 1.5 chấm nhá. Giá của nó sẽ là 195k, 195k cho cái dây vàng 1.5 như này. Đấy, dài 30 mét. Quận này của nó sẽ là dài 30 mét nhá. Tha hồ thoải mái cho bác sử dụng luôn. Lên cho em là dây vàng, giá sẽ là 195.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dây xanh này. Dây xanh này thì cũng là hàng nội địa của Nhật, và con này nó sẽ là dây 2.5 nhá. Dây 2.5, và bên shop đang gửi lõi 2.5. Đấy, thì bên shop đang gửi tới bác cái giá nó sẽ theo biểu nhá. Nó sẽ có theo biểu cho các bác luôn. Đó. Theo biểu cho các bác thì ở đây nó sẽ là dòng dây 2.5, hàng dây lõi đồng. Đây. Đấy, Japan này, đấy Japan CU này. Japan CU. Đấy, chịu công suất của nó là 300 đến 500V FA 2.5. Đấy, Japan CU nhá. Thì con này của nó dây 2.5 cực kỳ là bền bỉ và chắc chắn luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Đấy, thì cái này của nó lõi 2.5 và dây của nó là dây lõi đồng 2.5, siêu mềm và dày dẫn chắc chắn, cho nên cái giá nó sẽ tốt hơn một chút các bạn. Giá nó sẽ tốt hơn một chút. Thì các bác lên cho em là dây xanh nhá. Thì bên em có loại 5m, loại 10m và loại 30m. Thì tùy theo nhu cầu mục đích của các bác thôi. 5m, 10m và 30m. Các bác muốn lấy cỡ nào thì lấy, để cho nó phù hợp với cái công năng mục đích sử dụng của các bác. Thì bên shop bán nó sẽ có cái biểu như sau nhá. Đấy, có cái biểu như sau cho các bác này. 5m thì nó sẽ là 220.000. Đó. 5m, dây 5m thì sẽ là 220k nhá. Các bác lên cho em là dây xanh 2.5 nhá. Dây xanh đấy, 2.5 ly này. Các chiến công trình dùng máy móc thoải mái luôn. Dây xanh 2.5 ly. Đó, 5m 220, 10m thì nó sẽ là 330.000, 330k. Và 30m thì nó sẽ là 650.000 nhá. Bao ship tận nhà cho bác luôn. Đấy, bao ship tận nhà cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái keo vá tường này. Đây, nó sẽ là một cái dòng keo rất là tiện ích các bác này. Ở đây thì nó sẽ là cái dòng keo như này, nó như là một cái đấy, khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ là niêm phong nguyên đai nguyên kiện như này các bác này. Đấy, nó sẽ là một cái dòng keo đặc biệt cho các bác luôn. Đấy, thì ví dụ như là các cái phần tường mà nó bị bong nứt rồi thấm rột rồi gọi là bị ẩm ướt ấy, nó bong chốc ra thì các bác vá vào cho em. Đây. Đấy, các bác nặn ra cho em này. Đấy, đây nó sẽ là một cái lớp keo như này. Đấy, vá lên tường rất là tốt luôn. Đấy, cái này của nó thì nó khá là đặc, cho nên là các bác phải nặn thì nó mới ra được các bác nhá. Đó, nó rất là đặc các bạn. Đấy, rất là đặc luôn, thì khi mà các bác dùng mình cho lên tường nó rất là tốt. Đấy, đây. Các bác có thể là ví dụ như là tường bị thấm rột này, các bác ấy vào cho em. Đó, bị nứt bong chốc các bác quẹt vào cho em. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Các lên cho em là keo vá tường nhá. Giá của nó sẽ là 40.000. Đó. Keo vá tường này. Keo vá tường giá của nó sẽ là 40k nhá. 40.000 cho một lọ như này. Đây các bác nhá, các cái phần tường nó bị nứt, bị bong chốc, bị thấm rột như này, các bác dùng cái này cho em. Đó, sau đó thì mình đưa vào mình gạt đi cho em là xong. Đó. Bong chốc, thấm rột rồi trẻ con vẽ rồi bẩn rồi nứt, các thứ các bác đưa vào cho em. Rất là ok luôn. Đấy, ổ điện ổ điếc các bác vá vào cho em này. Đấy, rất là đẹp nhá. Giá thì rất hợp lý cho các bác luôn. Lên cho em là keo vá tường nhá. Một lọ này chỉ có 40.000 thôi. Về nhà các bác sử dụng ở các cái vị trí tường bị nứt, bị bong chốc, bị thấm ẩm các thứ các bác dùng cho em. Rất là tiện ích luôn. Giá sẽ là 40k nhá. Lên cho em là keo vá tường. Rồi ok. Hello chào các bác nha. Nay thì Phạm Huấn lại tiếp tục lên video để trân trọng gửi tới các bác các cái mã hàng hot hit của bên em. Đó. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng thì các bác cứ tưng bừng kiểm tra cùng với ship cho em và cũng cân nhắc trước khi mua hàng nhá. Tránh việc là hàng gửi đến là các bác bom tùm lum tà la không nhận hàng không nhá. Em sẽ đi vào chi tiết luôn để các bác khỏi phải lâu chờ đợi. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Lưu ý các bác từ những lưu ý em đã lưu ý ở bên trên. Đó. Thì mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái massage 8 bi nhá. Đấy thì các bác lên cho em là gối massage. Bên shop sẽ có cho các bác là hai dòng, một dòng là 8 bi và một dòng là 16 bi. Tất cả những cái dòng này đều là cắm điện hết nhé.
Đấy, đều là dòng cắm điện hết đây các bác này. Đấy, rất là nhạy luôn. Con này thì nó sẽ có là massage hồng ngoại nhá. Khi các bác sử dụng cái nút này thì các bác ấn cả cái đầu ngón tay này cho em này, ấn cả cái đầu ngón tay này, này. Đấy, ấn cả cái đầu ngón tay này cho em nhé, đặt cả cái đầu ngón tay này lên này, nhấn vào cái phần lồi của tay này. Đấy các bác này. Đấy, rất là ngon luôn nhá. Nó sẽ có là một massage thường và một massage hồng ngoại nhá. Một massage thường và một massage hồng ngoại như này. Rất là ngon lành cho bác luôn. Bên trong của nó thì nó sẽ là một cái dòng, nó sẽ có cho các bác là đây. Đấy, 1 2 3 4 5 6 7 8 viên bi này. Động cơ không chổi than nhá, cực kỳ là ngon lành cho các bác luôn. Đó, hàng cực kỳ dày dẫn chắc chắn, động cơ không chổi than và nó sẽ là một cái dòng massage siêu bền bỉ luôn. Con này thì các bác có sẵn một cái tẩu để các bác cắm trên ô tô. Đây, nó kèm cho các bác một cái tẩu như này nhá, một cái tẩu như này. Các bác về một là các bác cắm điện trực tiếp như em đang cắm đây, cắm điện trực tiếp như này. Hoặc các bác có thể cắm qua tẩu ô tô cũng được. Cái cắm cái này qua tẩu ô tô để các bác sử dụng nhá. Kết nối cái này vào đây. Kết nối cái này vào đây cho em này. Đấy, sau đó thì các bác dòng cái dây này cắm qua tẩu ô tô. Em cũng đang dùng trên con này trên ô tô đây và rất là bền bỉ luôn. Đấy, cứ nổ máy là con này nó chạy nhá. Đấy, em cắm trực tiếp luôn. Cứ nổ máy là nó chạy bất biết các bác nhá. Đó, và em cũng dùng nó rất là lâu rồi và đi đường dài cũng rất là ok. Đấy, có khi nó em cứ để cho nó chạy cả ngày cũng chả có hề hấn gì các bác nhá, vẫn dùng bình thường. Đó, và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là massage 8 bi nhá. 1 2 3 4 5 6 7 8, nó sẽ có 8 viên bi và đảo chiều luôn. Đấy, lên cho em là massage 8 bi. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 170.000 các bác nhá. Đó. Lên mã giúp cho em đó là massage 8 bi này. Đó. Massage 8 bi giá của nó sẽ là 170k nhá. 170.000 cho một con massage 8 bi như này. Ngoài ra thì bên shop có về cho bác một cái dòng massage cao cấp hơn một chút. Đó, nó sẽ là một con massage mà có cho các bác là 16 viên bi luôn. 16 viên bi. Con này thì nó cũng là hàng nội địa của Nhật và nó sẽ to hơn một chút. Con này thì lưu ý của bác, các bác là con này thì nó không có tẩu ô tô đâu nhá. Con này nó chỉ có sử dụng trực tiếp ở dưới mặt đất thôi. Đấy, tại vì con này nó to cho nên là không để trên ô tô được và nó cũng không có quai đeo. Còn con 8 bi thì nó sẽ có quai, có một cái quai bằng chun như này. Các bác đeo trực tiếp lên cái ghế ô tô luôn. Thì con này các bác có thể dùng ở trên giường này hoặc là dùng ở trên ô tô đều được. Còn con này thì các bác chỉ dùng ở dưới đất thôi. Đấy, không cho lên ô tô được. Và cũng có một cái phần cắm sẵn như này. Về nhà các bác cắm trực tiếp điện 220. Sau đó thì cắm cái này vào cho em này. Đó. Con này thì ưu điểm của nó thì nó sẽ nhiều chế độ hơn. Bật nguồn lên cho em này. Đấy, bật nguồn cho em. Con này thì nó có tới 16 viên bi và có 1, 2, 3, 4 chế độ nhá. Đấy, 4 chế độ. Đấy, tất cả là có 5 chế độ. 1, 2, 3, 4, 5 này. Đấy, chế độ này. Chế độ này là chế độ tự động này. Đấy, một chế độ đảo xoay tròn này, đảo sóng này. Đấy, đảo núi này. Rồi đảo vòng tròn nữa này. Rất nhiều chế độ không nhá. Đó. Và cũng có đèn hồng ngoại luôn. Con này thì chạy rất là khỏe và cũng rất là êm ái. Chạy cực kỳ mượt mà. Đó, và ở đây thì của nó sẽ có cho các bác là 16 viên bi luôn nhá, 16 viên bi. Và cái hướng của nó là tác động kép cho nên là khi các bác sử dụng thì nó sẽ massage đều trên toàn bộ cơ thể nhá. Đây, massage đều trên toàn bộ cơ thể luôn. Và rất là ngon lành cành đào cho các bác nhá. Đây nút nguồn đây các bác tắt nguồn đi cho em này. Đấy, và đây thì nó sẽ có cho các bác đây, em sẽ cui cho các bác xem này. Đấy. Nó sẽ là một cái dòng mà có đây, nó sẽ có cho các bác là đầy đủ các cái chi tiết như này các bác này. Đấy. Đấy, nó sẽ có cho các bác là một con động cơ như này nhá. Một con động cơ nhá. Một con động cơ và ở đây nó sẽ có cho các bác là 16 viên bi này, một cái đèn hồng ngoại này, động cơ không chổi than nhá. Rất là ngon lành cho các bác luôn. Đó. Đấy, tháo ra em tháo ra cho các bác xem gan ruột của nó luôn, rất là ngon lành. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý thôi. Lên mã giúp cho em đó là massage 16 bi nhá. Đấy, gối massage 16 bi. Giá bao nhiêu nhỉ? Giá sẽ là 290.000 và bao ship tận nhà cho bác nhá. Đấy. Gối massage 16 bi. Giá sẽ là 290.000 và bao ship tận nhà cho các bác luôn. Con này thì rất là tiện dụng cho các bác sử dụng, mình có thể để trên giường này, massage cổ, vai, gáy rồi đùi rồi nói chung là tất cả các vị trí luôn. Có đèn hồng ngoại các bác này, có đèn hồng ngoại như này. Rất là ngon lành cành đào cho các bác luôn. Lên cho em là gối massage 16 bi nhá, gối massage 16 bi. Đấy, con lên cho em là gối massage 16 bi này. Gối cái gì? Gối massage 16 bi, giá của nó sẽ là 290k nhá. 290.000 cho con gối massage 16 bi như này. Còn con này thì các bác lên cho em là gối massage 8 bi nhá. Đấy. Đều gọi là gối hết, hình nó như một cái gối như này, cho nên em gọi nó là gối. Đấy, em gọi nó là gối nhá. Đó. Giá thì rất là hợp lý cho các bác luôn.
Cái con 16B này thì nó chỉ có một cái chân cắm này thôi nhá, một chân cắm còn nó không có tẩu ô tô đâu, tại vì nó không dùng trên ô tô cho nên nó không có tẩu ô tô, các bác lưu ý giúp cho em. Đó thì nó sẽ là dòng gối massage 16B và dòng 8B thì tùy theo nhu cầu và mục đích của các bác thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dòng cân. Đó thì bên shop có cho các bác là cân 5 và cân 10. Đấy, cân 5 thì nó sẽ là cân được 5 cân và cân 10 thì sẽ là cân được 10 cân. Đấy, cân 10 thì nó sẽ là hàng của Đức nhá. Đây, hàng của thương hiệu Winling này. Made in Germany bên này. Đó, made in Germany. Hàng của Đức cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đấy, made in Germany nhá. Và mặt của nó là bằng inox, còn con cân 5 này thì mặt của nó bằng nhựa. Đó. Con cân 5 này thì nó sẽ không có kèm pin đâu nhá. Về nhà các bác tự lắp pin vào cho em thôi. Đó, con này là cân 5 này. Đấy, cân 5. Thì em sẽ cân thử từng mẫu một cho bác xem. Đấy, con này thì các bác lên cho em là cân 10 nhá. Lên cho em là cân 10. Giá của nó sẽ là đấy, cân 10 Đức này. Đấy, cân 10 của Đức thì lên cho em là cân 10 Đức. Giá của nó sẽ là 160k nhá, 160.000 cho con cân 10 của Đức như này. Đấy, con cân 10 của Đức này thì nó sẽ có sẵn pin nhá, có sẵn pin. Thì về nhà các bác chỉ việc là lắp pin vào cho em thôi. Còn con cân 5 thì về nhà các bác phải tự đi mua pin nhá, tự đi mua pin. Đây. Đấy, lắp vào cho các bác xem này. Hai con thì cách thức hoạt động và cơ chế đều là như nhau thôi. Đều như nhau, về nhà các bác sử dụng thì các bác lắp pin. Lưu ý là lắp pin thì lắp đúng chiều cho em để tránh là không lên nhá. Đó, đây. Bắt đầu này. Đấy, con này thì lưu ý các bác khi mà mình sử dụng ấy thì con này của nó là nó rất là chính xác, nên khi các bác cân thì tránh bị gió nhá. Gió nó cũng làm dao động đấy, tại vì là nó tính bằng gam mà. Đây, em sẽ đặt lên cho bác xem này. Đấy, cái con massage 8B này thì nó sẽ là 32,95 gram. Đây, em đang có gió này, các bác trông cái biển của em nó nhấp nháy chưa. Đó, có gió đấy cho nên là nó hay bị dao động này. Đó, hay bị nhảy số này, là nó do là như vậy các bác nhá. Đấy, thì con này bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 160.000. Và đây, nó sẽ có cả tính năng trừ bì cho các bác luôn nhá. Em sẽ trừ bì cho bác nhá. Đấy, 32,98 gram này. Đấy, con này thì nó gió nó to quá, nó cản nên là nó nhấp nháy nhá. Các bác để môi trường không có gió thì em nhá. Đấy, không có gió là ok luôn này. Đấy, ví dụ như con cân thì em cân trực tiếp nó luôn. Nó sẽ là 10. Các bác để chế độ gam cho em nhá. Đây, để chế độ gam cho em. Đó, đây. Nó sẽ có kilogram và gam nhá. Thì các bác để chế độ gam cho em. Đó. Đây, để chế độ gam cho em này. Đó. Thì con này của nó sẽ là 385 gram này. Đấy, chỗ em nó đang có gió nhá. Đang có gió cho nên là các bác trông cái biển này. Đấy, gió cho nên là nó sẽ bị dao động. Thế 387 gram, sau đó các bác nhấn nút nguồn này nó sẽ về không này. Đó, thì sau đó thì em sẽ đặt một cái bộ mic dây của em lên này. Đấy, một cái bộ mic dây Nhật của em thì con này cân nặng của nó sẽ là 597 gram. 597 gram tức là 6 lạng. Đấy, 6 lạng cho một cái bộ mic dây như này nhá. Bao gồm cho các bác là một mic một dây. Cân nặng sẽ là 6 lạng con này. Đấy, một mic một dây cân nặng là 6 lạng. Mic này thì bên em đang bán cho các bác với giá đó là bao nhiêu nhỉ? Mic dây Nhật. Đấy. Mic dây Nhật các bác nhá, 230.000 nhá, 230.000. Đấy, giới thiệu nhanh. Đấy thì con cân con này sẽ có tính năng trừ bì luôn và các bác nhấn nút nguồn này nó sẽ về không này. Đấy. Thì các bác lên cho em là cân 10 Đức nhá, cân 10 Đức giá của nó sẽ là 160.000. Còn con này thì các bác lên cho em là cân 5 Nhật nhá. Đấy, cân 5 Nhật này. Cân 5 Nhật giá của nó sẽ là 50k nhá. Giá của nó sẽ là 50k, cân 10 Đức, cân 5 Nhật nhá. Cân 5 này thì của Nhật, cũng lắp pin như vậy và cũng tính năng trừ bì trừ biếc như vậy, về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Nó rất là tiện nhá, rất là tiện cho các bác luôn và giá cũng rất là hợp lý nhá. Đấy. Thì con này nó bằng nhựa này, nó bằng nhựa thôi và nó chỉ cân được 5 cân thôi. Cân được 5kg nhá, cân được 5kg. Đó, 5kg. Còn con này thì nó sẽ là cân được 10kg nhá, 10kg. Đó. Thì các bác muốn lấy con nào thì lấy. Nó phù hợp với nhu cầu, mục đích và công năng sử dụng của gia đình nhà mình là ok. Và cái giá thì bên shop cũng đang trân trọng gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn. Đấy, cân 5 và cân 10. Lưu ý các bác vậy để các bác nắm được nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái lô đó là kia. Khăn rửa mặt các bác nhé. Khăn rửa mặt thì bên shop về cho các bác đó là cái khăn rửa mặt của Hàn Quốc đây. Hàng thì siêu đẹp, siêu chất lượng cho các bác luôn. Một bịch này của nó sẽ bao gồm là 10 chiếc nhé. Bịch này là 10 chiếc. Và bên shop bán nó sẽ bán theo combo. Đấy, bán từ 3 chiếc trở lên nhé. 3 chiếc trở lên sẽ là 20.000 cho 3 cái này. Đấy, các bác lên cho em là khăn mặt Hàn Quốc này. Đó, khăn mặt Hàn Quốc nhé. Đó, khăn mặt Hàn Quốc. Giá sẽ là 3 cái là bằng 20k nhé, 20.000 cho 3 chiếc. Còn mua 10 cái thì sẽ là bằng 60k. Đó, 10 cái là bằng 60.000. Còn bán lẻ thì em bán từ 3 cái trở lên. Kích thước của nó sẽ là 50 x 30 nhé. Đấy, một chiều là 50, một chiều là 30. Chất liệu của nó là một mặt là bông thô và một mặt là bông mịn.
Rửa mặt thì cực kỳ là mềm mượt, thấm hút mồ hôi tốt. Đấy, mềm mượt, thấm hút nước, thấm hút mồ hôi tốt luôn. Các bác có thể dùng để mình, ngoài chức năng rửa mặt thì các bác có thể dùng để lau bát này, rồi lau bàn, lau ghế, lau bát, lau đũa, rồi nói chung là đa chức năng luôn. Thì con này bên em bán theo bịch, một bịch của nó là 10 chiếc và giá sẽ là 60.000. Thì các bác có thể mua về để mình rửa mặt này, hoặc lau bàn, lau ghế, lau bát, lau đũa đều được. Hoặc nhà có khách khứa thì các bác cứ phát cho mỗi người một chiếc cho em, dùng cho nó văn minh lịch sự nhá. Đấy, lên cho em là khăn mặt Hàn Quốc, giá của nó sẽ là 3 cái là 20.000 và 10 cái sẽ là 60.000 cho 10 cái nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác một số các cái mã sản phẩm ấm siêu tốc của Hàn Quốc nhá. Lên cho em là ấm siêu tốc Hàn Quốc này. Đấy, lên cho em là ấm siêu tốc Hàn Quốc nhá. Con này thì giá thì bên shop đang gửi tới bác giá rất hợp lý rồi. Hàng của thương hiệu Cúc-cu nhá. Hàng của thương hiệu Cúc-cu, dung tích của nó sẽ là 2,5 lít và công suất của nó là 1.500W này, 1.500W 2,5 lít. Đó. Rất là đẹp luôn và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá là siêu sốc nhiệt cho bác luôn. Hàng về theo lô, theo màu thì bên shop sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho bác nhá. Gửi màu ngẫu nhiên cho các bác thôi. Đó, thì đây nó sẽ là một con ấm như này. Dung tích của nó sẽ là 2,5 lít này. Đấy, hàng thương hiệu Cúc-cu của Hàn Quốc nhá. Rất là ngon lành cành đào cho các bác luôn. Giá cũng rất là hợp lý nhá. Con này thì khi các bác cắm điện vào thì nó sẽ có cho các bác trồng dây đấy nhá. Nó sẽ có cho các bác là một con đèn ở đây này. Đấy, các bác bật cái công tắc này lên là nó sẽ có một cái đèn xanh này. Các bác trồng cái đèn xanh cho em tắt đi là cái đèn xanh nó mất này. Bật lên thì có đèn xanh này. Đây có đèn xanh báo đây nhá. Đó. Con này thì ưu điểm của nó là thứ nhất là rất là rẻ, chỉ có 130.000 thôi. Thứ hai là dung tích của nó là dung tích lớn nhá. 2 lít rưỡi cho một con ấm như này, một lần đun là dùng cả ngày luôn. Hoặc các bác nhà cần phải sử dụng nhiều, hoặc là nói chung là ví dụ như là mình dùng để mang đi công trình, công chiếc hoặc là các công việc đều rất là tiện. Bên trong của nó thì bằng inox sáng bóng nhá, đun là sôi luôn nhá, đun sôi luôn. Và sôi là tự ngắt cho nên các bác là yên tâm. Đó, 100% là đun là sôi và sôi là tự ngắt các bác nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá là siêu hợp lý cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là ấm siêu tốc Hàn nhá. Ấm siêu tốc Hàn. Giá thì chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. Đấy. Lên cho em là ấm siêu tốc Hàn này, giá sẽ là 130.000. Đó. Ấm siêu tốc Hàn nhá. Ấm siêu tốc Hàn. Giá sẽ là 130.000 nhá. 130.000 cho cái ấm siêu tốc, không thể tin nổi luôn. Con này em nó bán cả hàng vạn con rồi các bác nhá. Đấy, 130.000. Tiếp theo thì bên shop cũng về cho bác một cái mã hàng của Cúc-cu và cái giá của nó thì lại cũng rất là hợp lý cho bác luôn. Đó, nó sẽ là một cái sản phẩm rất là chất lượng đây. Sẽ là một cái phích có thể đun sôi nhá. Nó cũng là một dòng ấm siêu tốc nhưng mà nó là trữ nước luôn. Thì các bác cứ để nước ở đây cho em thôi và mình sử dụng nhá. Con này thì công suất của nó là 1.300W này. Đấy, có đèn báo này, 3 lít cả vỏ nhá. Đấy, 3 lít cả vỏ, các bác lưu ý cho em. Dung tích của nó là 3 lít cả vỏ nhá. Đấy, 3 lít cả vỏ, tức là tính thể tích vỏ là 3 lít nhá. Và giá thì chỉ có 180.000 thôi. Lên cho em là phích đun sôi nhá. Phích đun sôi. Đấy, các bác có thể dùng để pha trà, pha cà phê nhá. Phích đun sôi 180.000, dung tích 3 lít cả vỏ. Hàng thì màu thì sẽ là về màu ngẫu nhiên, cho nên là bên em sẽ gửi ngẫu nhiên, không chọn màu nhá. Có lô màu xanh, có lô màu đỏ đô, có lô màu sữa. Nói chung là toàn những cái màu cơ bản rất là đẹp và xịn sò thôi. Đấy, màu cơ bản rất đẹp xịn sò. Thì nó sẽ là một con phích như này, dung tích của nó là 3 lít cả vỏ, hàng của thương hiệu Cúc-cu nhá. Đấy, thì khi mà các bác cho cắm điện vào. Đấy, con này cũng sử dụng điện 220 luôn. Cắm điện vào nó sẽ có đèn đỏ như này các bác này. Đấy, có đèn đỏ như này. Thì các bác chỉ cần nhấc ra là nó ra thôi. Con này thì nó sẽ là cơ chế là tự ngắt nhá, tự ngắt sôi nó sẽ tự ngắt. Đấy, thì các bác có thể để liên tục như này cũng được. Để liên tục như này hoặc là các bác có thể là mình khi nào mình cần thì mình hãng đặt vào, còn không thì mình cứ để ra ngoài để nó tránh cháy nổ rất là an toàn luôn. Đấy. Thì con này dung tích của nó sẽ là 3 lít cả vỏ, công suất của nó sẽ là 1.300W nhá. Đây, công suất 1.300W này. Đấy. Điện 220, 3 lít cả vỏ. Rất dày dặn chắc chắn luôn, tất cả đều bằng inox hết nhá, sáng bóng đẹp nhá. Đó, bên trong bằng inox nhá, sáng bóng đẹp nhá. Nắp có gioăng này, giữ nhiệt tốt này. Và nắp của nó là thuộc dạng là cơ chế là đóng ngắt nhá. Đấy, mở thì nó bị chảy, còn không mở thì nó lại đóng vào luôn. Rất là tiện dụng nhá. Lên mã giúp cho em là phích đun sôi. Giá sẽ là 180.000 cho một em phích đun sôi như này. 180.000 thôi. Giá thì khá là mượt mà và hợp lý cho các bác luôn nhá. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Phích đun sôi 180.000. Rồi, ok.
Hello, chào các bác quay trở lại với shop Huấn Phạm nhé. Nay thì bên shop lại cập nhật rất nhiều mã hàng, thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp chia. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc bom hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Nay thì bên shop lại tiếp tục về cho bác một cái mã sản phẩm rất là hay để các bác dùng để sử dụng trong gia đình nhà mình về một cái bếp nướng các bác nhá. Các bác lên cho em là bếp nướng. Giá thì hàng thì của thương hiệu Sunhouse rồi. Đây. Sunhouse thì nó là một cái dòng thương hiệu nổi tiếng nhá. Đấy. À, bề mặt phủ chống dính đá hoa cương này. Đá của Mỹ nhá, đá hoa cương của Mỹ các bác này. Đấy, bền đẹp kháng khuẩn. Dung tích của nó là công suất của nó là 1500W nhá, 1500W. Lên mã giúp cho em là bếp nướng, giá của nó sẽ là 350.000 cho một con bếp nướng như này. Con này thì nói chung là rất là tuyệt vời cho bác sử dụng rồi. Và cũng rất là đơn giản thôi, nó sẽ là một con bếp như này. Kích thước thì đây em sẽ đo thực tế cho các bác xem luôn. Cái con bếp nướng này, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái con bếp nướng như này. Bề mặt của nó là tráng đá hoa cương nhá, tráng đá hoa cương. Nó rất là dày dẫn chắc chắn luôn. Đây, sử dụng điện 220V, công suất của nó là 1500W nhá, 1500W. Đó, hàng cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Về nhà thì các bác chỉ cần là lắp cái này vào cho em thôi này. Đấy, lắp cái phần này vào cho em. Đây, các bác lắp cái này vào cho em, cắm trực tiếp điện 220 nhé. Đấy, cắm trực tiếp điện 220 cho em, lắp cái này vào đây. Đó, sau đó thì các bác có thể điều chỉnh chiết áp ở đây các bác này. Đấy, đây, lắp cái này lên này, bật lên này, điều chỉnh chiết áp ở đây các bác nhé. Nó rất là đơn giản vậy thôi. Và kích thước của nó thì nó sẽ là chiều dài của nó tổng thể tính cả cán thì nó sẽ là 48 nhé. Đấy, tính cả cán 48 và nguyên cái phần bếp này thì nó sẽ là 40. Phần bếp này thì dài là 40 nhá, dài là 40. Phần bếp này dài là 40 này và chiều rộng của nó là 23. Dài 40, rộng 23. Đấy, nó sẽ làm con bếp như này. Ở đây thì nó sẽ có một cái phần khuyết như này để khi các bác nướng thì cái mỡ nó sẽ chảy xuống đây. Đấy, mỡ nó sẽ chảy đây và các bác dùng cái bát hoặc cái khay các bác hứng vào cho em. Đó, và đây thì nó sẽ là một cái phần nướng tráng đá hoa cương nhá, chống dính cực kỳ là tốt luôn. Đó, lên cho em là bếp nướng nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới bác với giá đó là 350.000 cho một con bếp nướng như này. Con này thì nói chung là cũng khá là tiện dụng để cho các bác sử dụng mà mình ăn đồ BBQ, đó, đồ nướng, đồ niếc các bác dùng cái này rất là ok. Và giá thì cũng rất là hợp lý thôi, chỉ có cho các bác là 350.000 thôi. 350.000 cho một con bếp nướng như này nhá. Đó. Nói chung là con này thì rất là tiện ích luôn để các bác mua mình sử dụng trong gia đình nhà mình. Đấy, mình ăn đồ nướng, đồ niếc là sử dụng con này rất là ok. Và giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em là bếp nướng nhá, bếp nướng, giá của nó sẽ là 350k cho một em bếp nướng như này. Đó, 350.000, rất tiện dụng luôn. Thì nhà các bác nào có không gian mà thích ăn những cái đồ nướng, đồ chế sẵn là các bác dùng con này kia, nó rất là tiện ích các bạn. Đấy, lên cho em là bếp nướng, giá của nó sẽ là 350.000 nhá. Đây, các bác lên mã giúp cho em là bếp nướng này. Đó, lên cho em là bếp nướng nhá. Đó, bếp nướng, giá của nó sẽ là 350k. Và bao ship tại nhà cho bác luôn. 350.000 nhá, 350k. Và bao ship tại nhà cho bác một con bếp nướng như này. Nhận hàng các bác có thể cắm điện thử cho nóng ok rồi thanh toán nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác một cái dòng bếp nữa, đó là một cái dòng nồi lẩu nữa. Đó là các bác lên cho em là nồi lẩu Osaka nhá, nồi lẩu Osaka. Con này thì giá của nó sẽ là 390.000. Đấy, lên cho em là lẩu Osaka. Con này thì rất là tiện luôn. Các bác cũng có thể dùng để mình chiên, rán, xào, nấu đều ok hết nhá. Lên cho em là lẩu Osaka này. Đấy. Thì nó sẽ là một con nồi lẩu chất lượng như này con này. Đấy, nồi lẩu chất lượng cho các bác luôn. Hàng thương hiệu Osaka nhé. Rất chất lượng cho các bác luôn. Đấy, hàng thương hiệu Osaka. Con này thì nó sẽ sử dụng điện 220V và dung tích của nó thì đây. Đấy, hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Đây. Nó sẽ có cho các bác là một cái đầu cắm chiết áp như này. Đấy, phần vung phần tiếp của nó này. Đấy, vung được bọc để chống vỡ này. Đấy. Kính của nó là nắp kính cường lực nhá. Đấy, nắp kính cường lực cho các bác luôn. Đó. Rất là chất lượng này. Đấy, Osaka này. Rất chất lượng cho các bác luôn nhá. Đấy. Có hướng dẫn sử dụng các thứ đầy đủ luôn. Hàng của thương hiệu Osaka nhá. Ở đây thì nó sẽ là một con nồi như này. Đấy, đây là cái nắp để các bác xoáy vung này. Và nó sẽ có cho các bác một khay này để khay hấp này. Đấy. Con nồi này của nó thì nó sẽ khá là dày dẫn các bác nhá. Khá là dày dẫn luôn. Đó đây. Hàng made in Japan các bác này. Đó, made in Japan. Hàng nội địa của Nhật nhá. Đây. Made in Japan Osaka này. Đấy, Osaka made in Japan. Nồi này của nó khá là dày luôn và có chống dính nhá.
nồi khá là dày, có chống dính luôn. Các bác chỉ cần kết nối điện vào cho em là xong. Đó, con này thì các bác có thể dùng để chiên, rán, xào, nấu đều ok hết nhé. Đấy, chiên, rán, xào, nấu đều ok hết. Đây, cắm kết nối vào cho em là mình sử dụng thôi. Đấy, và có chiếc áp điều chỉnh to nhỏ đây, có số 1, số 2, số 3 các bác có thể điều chỉnh này. Con này thì dung tích của nó khá là lớn nhá, dung tích của nó khá là lớn luôn. 3,5 lít nhá, 3,5 lít. Các bác dùng để ăn lẩu con này cực kỳ thoải mái luôn. Đấy, dung tích của nó tới 3,5 lít cơ, cho nên các bác dùng ăn lẩu cực kỳ thoải mái này. Bên ngoài của nó thì hoa văn rất là đẹp luôn. Đấy, hoa văn rất là đẹp này. Bên trong của nó thì tráng đá chống dính nhá. Tráng đá chống dính rất là đẹp luôn các bác nhá. Đấy, và khá là dày dẫn chắc chắn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là nồi lẩu Osaka nhá, lẩu Osaka. Giá của nó sẽ là 390.000. Đấy. Lên cho em là nồi lẩu Osaka này. Đấy, nồi lẩu này. Nồi lẩu Osaka giá của nó sẽ là 390.000 nhá. 390.000 và bao ship cho cái nồi lẩu Osaka như này. Lên mã treo là nồi lẩu Osaka. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái kệ góc nhá. Đây nó sẽ là một cái kệ. Một cái kệ nằm ở góc như này các bác này. Đây, một cái kệ nằm ở góc như này. Thì các bác có thể cho vào nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet rồi các khu vực đều ok hết nhá. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là cái miếng dán đây, miếng dán này về nhà các bác cắt ra làm đôi cho em nhá. Đấy, các bác cắt ra làm đôi cho em, cắt ra làm đôi sau đó thì mình dán quạt qua hai góc này cho em này. Đấy. Cắt ra làm đôi các bác nhá. Cái này về nhà các bác cắt ra làm đôi cho em. Về sau đó thì dán quạt qua hai góc cho em nhá. Đó thì con này nó rất là tiện dụng luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã cho em là kệ góc này. Giá của nó sẽ là 60.000 cho một cái kệ góc như này thôi. Đó, về nhà các bác có thể bắt vào cái góc nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet hoặc các khu vực nào trên bàn bếp được để các bác để muối mắm mì chính cái thứ đều ok hết nhá. Đây là cái miếng dán này, về nhà các bác cắt ra làm đôi cho nó cho vào cho em nhá. Đấy, cắt ra làm đôi. Đó, người ta sản xuất thì ta sản xuất liền như này cho nó tiện. Còn khi mình sử dụng thì mình cắt ra làm đôi này cho em. Lên mã giúp cho em là kệ góc nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 60.000. Đó, lên mã giúp cho em đó là kệ góc này. Đó, các bác lên cho em là kệ góc nhá. Đó, kệ góc giá của nó sẽ là 60k. 60k cho một con kệ góc như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái con máy mài dao nhá, máy mài dao. Hàng thì cực kỳ cao cấp và tiện dụng cho bác luôn. Con này thì nó sẽ có sẵn cho các bác là một cái đầu ấy đâu, một cái đầu cắm sạc đâu. Về nhà các bác chỉ cần cắm vào bật công tắc lên là mình mài thôi. Nó rất là tiện nhá. Và giá thì rất hợp lý, chỉ có 80.000 cho một con máy mài dao như này thôi nhá. 80k. Đấy, ở đây thì nó sẽ có một viên đá tròn này nó sẽ xoay và có cả một cái viên đá mài như này nữa để các bác có thể mài thêm ở đây cũng được. Đó. Thì lên mã giúp cho em đó là kệ góc nhá. Giá thì lên mã cho em là máy mài dao, giá sẽ là 80.000 nhá. Máy mài dao này. Đó, máy mài dao. Máy mài dao giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k cho con máy mài dao như này. Đó. Đây các bác nhá, nó sẽ là một cái kệ như này các bác này. Đấy, về nhà các bác chỉ cần dán vào cho em là xong. Dán vào sau đó thì các bác đặt đồ lên được rất là nhiều đồ luôn. Đấy, đây là cái kệ góc nhá. Nó rất là tiện. Đó, đây về nhà các bác bóc qua dán vào cho em. Đó. Cái miếng dán thì bây giờ nó chỉ cho có một miếng thôi cho nên là về nhà các bác cắt ra làm đôi cho em nhá. Đó. Rất là tiện luôn. Đấy, bóc ra sau đó dán vào. Nó hít rất là tốt luôn thì các bác có thể để các cái đồ đà lên mình không phải khoan đục gì cả. Rất là tiện, lên cho em là kệ góc, giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 60.000 cho một cái bộ kệ góc như này. Đấy, sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái thuốc trị đau xương khớp, đau mỏi vai gáy các bác nhá. Đấy, con này thì chuyên trị đau xương khớp, đau mỏi vai gáy, đau dây thần kinh, đau thắt lưng đều ok hết nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý luôn. Đó, các bác lên cho em là xương khớp nhá. Đấy, xương khớp bọ cạp. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là xương khớp bọ cạp này bao nhiêu đấy? 40.000 nhá. Các bác lên cho em là xương khớp bọ cạp này. Đấy, được làm từ chiết xuất từ bọ cạp này rồi cao hổ hổ này rồi là các cái loại động vật đây các bác này. Đấy. Thì lên cho em là xương khớp bọ cạp nhá. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 40k. Con này thì hàng nội địa của Nhật, bôi thì độ nóng của nó rất là tốt luôn. Làm đánh tan các cái khu vực mà bị bầm tím này, đau nhức này, xương khớp. Đấy, lên cho em là xương khớp bọ cạp nhá. Dùng thì rất là tốt luôn. Đó, giá thì sẽ là 40k cho một lọ xương khớp bọ cạp như này. Đây, còn bọ cạp này các bạn này. Đấy, chiết xuất từ bọ cạp này rồi cao hổ này. Một lọ này của nó là 18g nhá. Đó. Lên cho em là xương khớp bọ cạp, giá của nó sẽ là xương khớp bọ cạp, giá của nó sẽ là 40.000. Đó, các bạn lên cho em là xương khớp bọ cạp này. Đó. Xương khớp bọ cạp. Xương khớp bọ cạp nhá. Bọ cạp. Giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k cho một típ xương khớp bọ cạp như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái
đèn cúc áo nhá. Các bác lên trên là đèn cúc áo này. Đấy, nó sẽ là một con đèn như này. Rất là tiện dụng để cho các bác sử dụng luôn. Đó. Con này thì giá của nó sẽ là 50.000 cho một con đèn cúc áo như này. Ở đây thì nó sẽ là một con đèn như này. Một con đèn như này và có là kèm thêm cho bác là một cái cáp sạc có nam châm hít nhá, có nam châm hít. Có móc khóa như này. Đấy, đèn nó nhỏ như cúc áo cho nên em gọi là đèn cúc áo này, rất là sáng luôn các bác nhá. Đấy, nó sẽ có chế độ là sáng mạnh này, sáng vừa này và nhấp nháy cảnh báo này. Đó. Rất là tiện nhá. Đấy. Và có nam châm hít luôn. Rất là tiện các bác. Con này thì các bác có thể đeo móc khóa này hoặc là các bác đeo vào các vị trí đều ok hết nhá. Đấy, sáng mạnh, sáng vừa, nhấp nháy này, rất là đơn giản thôi. Sáng mạnh này. Đó, rất là sáng nhá, sáng chói chang luôn, sáng trắng luôn các bạn. Đó. Sáng vừa nhấp nháy này có nhá. Đó, lên mã giúp cho em là đèn cúc áo nhá, đèn cúc áo. Con này thì bên shop đang gửi tới bác một con đèn cúc áo như này, giá của nó sẽ là 50.000 nhá, 50k cho một con đèn cúc áo như này. Đấy, lên mã giúp cho em đó là đèn cúc áo nhá. Đó. Đèn cúc áo giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho một cái mã đèn cúc áo như này. Con này thì rất tiện dụng cho anh em các bác sử dụng luôn. Đó, lên mã cho em là đèn cúc áo nhá. Đấy. Tiếp theo thì em lên cho bác cái bộ móng trắng nhá, bộ móng trắng. Đấy, các lên cho em là bộ móng trắng. Bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là hai cái bấm móng này. Hai bấm móng này rồi một kéo và một rũa này. Đấy, bộ này thì giá của nó sẽ là 70.000. Combo cho các bác bao gồm là 4 món như này, đều là bằng inox 304 hết nhá. Dùng để bấm móng, bấm miếc các thứ rất là ok luôn. Đó, đây. Bấm móng tay, móng chân các bác này. Đấy, bấm móng tay, móng chân rồi các bác dùng để có kéo cắt, các bác dùng để vệ sinh móng tay, móng chân, rất là ok. Đó, lên cho em là bộ bấm móng trắng nhá. Đấy, bao gồm cho các bác là một kéo này, một cái rũa này. Đấy, con rũa này cũng rất là ngon luôn. Tất cả đều bằng inox 304 hết nhá, inox 304. Đó, móng tay móng chân cắt xong thì các bác rũa đi như này cho em. Đấy, lên cho em là bộ móng trắng, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 70.000 cho một cái bộ móng trắng như này. Bao gồm cho bác là một cái cắt móng bằng và một cái cắt một cái chéo như này để các bác đưa vào các cái khóe, các khóe tay khóe chân mình cắt này. Đó. Và một cái kéo để các bác cắt da chết rồi tỉa lông mũi các kiểu con này điều luôn. Đó. Lên cho em là bộ móng trắng, giá sẽ là bộ móng trắng giá sẽ là 70.000. Đó, bộ móng trắng này. Bộ móng trắng nhá. Vỏ nó màu trắng như này mà lên cho em là bộ móng trắng luôn. Giá sẽ là 70k nhá. 70.000 cho một cái bộ móng trắng như này. Đó. Rồi ok. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái mài dao ba khe nhá. Lấy cho em một cái mài dao đỏ. Mài dao ba khe thì bên shop về nó sẽ có hai loại, một loại là mài đầu bếp và một loại là mài ba khe đỏ. Đấy. Con này thì bên em lên nó là mài đầu bếp nhá. Giá thì chỉ có 40.000 cho một con mài đầu bếp như này thôi. Đó, 40.000 cho một con mài đầu bếp như này thôi. Đấy, con này các bác lên cho em là mài đầu bếp này, giá của nó sẽ là 40.000. Đấy thì nó sẽ có cho các bác là ba cái rãnh này, 1 2 3 thì các bác mài từ số 1 đến số 3 cho em, mỗi cái thì các bác mài cho em khoảng từ 3 đến 5 lần. Đó là dao sẽ bén luôn, rất là nhanh bén các bác nhá. Đấy. Thì con này các bác lên cho em là mài đầu bếp, giá thì có cả phần quai để đeo này, rất là tiện luôn. Lên cho em là mài đầu bếp nhá. Con này thì em lên nó là mài đầu bếp. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000 thôi, 40.000 cho một con mài đầu bếp như này. Đấy, con này các bác lên cho em là mài đầu bếp nhá. Đó. Lên mã giúp cho em là mài đầu bếp này. Mài đầu bếp. Giá của nó sẽ là 40k nhá, 40k cho một em mài đầu bếp như này. Đấy, còn tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng cao cấp hơn. Hàng đều là của Nhật, con này thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp nhá, hàng của thương hiệu Katashiwa. Made in Japan con này, đó, Katashiwa Made in Japan. Đó, con này thì nó sẽ rất là chắc chắn hơn, cầm nắm cũng chắc hơn và có 3 chế độ mài này. Đấy, mài thô, mài mịn, mài bén nó cũng giống như con kia. Đó, và con này thì dày dẫn chắc chắn hơn. Con này thì các bác lên cho em là mài ba khe đỏ nhá. Mài ba khe đỏ, giá thì sẽ là 130.000 nhá. 130k cho một con mài ba khe đỏ như này. Con này thì hàng cao cấp hơn, chất lượng hơn. Đấy, Katashiwa Made in Japan. Còn con kia thì giá chỉ có 40.000 thôi, con này 130.000. Thì có hai loại như vậy thì các bác muốn lấy loại nào thì lấy. Lên cho em là mài ba khe đỏ nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái thuốc diệt dán nhá. Thuốc diệt dán thì một hộp này của nó sẽ bao gồm là 12 viên nhá. Đấy, một hộp này của nó sẽ bao gồm là 12 viên đây. Đấy, và nó sẽ là cái dòng viên như này các bác này, dòng viên như này. Đấy, con này thì chuyên trị kiến dán rất là tốt luôn đó, đặc biệt là dán nhá, chuyên trị dán này. Nó sẽ là thuộc cái dạng thuốc sinh học rất là an toàn với người sử dụng. Về nhà các bác cứ bẻ ra cho em từng viên một như này. Sau đó thì các bác để vào gầm tủ rồi tủ quần áo rồi các cái vị trí nào mà kiến dán nó hay tập trung. Sau đó các bác để vào cho em là ok. Đấy, ví dụ như đây thì các bác có thể để vào tủ bếp này, tủ quần áo hoặc các cái vị trí khác đều ok hết nhá. Lên mã giúp cho em đó là mài. Lên mã giúp cho em đó là mài. À xin lỗi các bác, lên mã giúp cho em đó là
hộp thuốc dán nhá, hộp thuốc dán giá của nó sẽ là, hộp thuốc dán giá của nó sẽ là 50.000 nhá. Đó, hộp thuốc dán này đang nghĩ đá mài, hộp thuốc dán giá của nó sẽ là 50k. Đó, 50k cho một hộp thuốc dán như này, 50.000 cho một hộp thuốc dán như này nhá. Đó, xem là hộp thuốc dán giá của nó sẽ là 50.000 cho một hộp như này nhá, 50.000 cho một hộp như này. Đó, sản phẩm tiếp theo đó là bên shop có cho các bác cái dòng lọ thuốc diệt kiến dán các bác này. Đấy, nó sẽ là thuộc dòng lọ như này, có cả hộp có cả lọ cho bác luôn. Lọ này thì bên shop bán cho các bác là bao nhiêu nhỉ? 10.000 một lọ nhá, 10.000 một lọ, và bên em bán thấp nhất là từ 2 đến 3 lọ trở lên. Một lọ là không bán nhá, bán thấp nhất là 2 lọ. 2 lọ là 20.000. Đó, thì cái này là nó sẽ là dòng thuốc diệt kiến dán tận gốc nhá. Đấy, thuốc diệt kiến dán tận gốc. Thì về nhà các bác chỉ cần cách dùng rất là đơn giản thôi. Các bác nhỏ cho em từ 5 7 giọt vào cái đường đi và nơi trú ẩn của nó nhá. Đấy, và nó sẽ bị khi mà kiến dán nó sẽ ăn sau nó sẽ công các cái thức ăn này về tổ là nó sẽ bị diệt cả tổ luôn nhá. Đấy, lên cho em là lọ thuốc diệt dán nhá. Đấy. Lên cho em là lọ thuốc dán, giá sẽ là 10k. Đó, lên cho em là lọ thuốc dán này. Lọ thuốc dán giá của nó sẽ là 10k trên một lọ. Và bên em bán là từ 2 lọ trở lên nhá. Bán từ 2 lọ trở lên là 20k. Đó, bán từ 2 lọ trở lên là 20.000. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop về cho bác hai cái dòng sạc. Thì nó sẽ là một dòng là sạc nhanh iPhone và một dòng là củ sạc đa năng. Đều là dòng của thương hiệu iPhone nhá. Đều là dòng của thương hiệu iPhone. Thì đây. Đấy, cái này thì các bác lên cho em là sạc nhanh iPhone, thì cái này bao gồm cho các bác là cả củ sạc và dây luôn, cả củ sạc và dây. Đấy, của iPhone. Giá của nó sẽ là 60.000. Đó, giá của nó sẽ là 60.000 đây. Về nhà các bác cắm cái này cho em. Đó, lên cho em là sạc nhanh iPhone nhá. Sạc nhanh iPhone. Giá của nó sẽ là 60.000, thì con này bao gồm là cả củ quả dây cắm trực tiếp vào điện thoại được luôn. Đó, thì con này các bác lên cho em là sạc nhanh iPhone này. Sạc nhanh iPhone nhá. Đó. Lên cho em là dây sạc nhanh iPhone này, dây sạc nhanh iPhone nhá. Dây sạc nhanh iPhone giá của nó sẽ là 60k nhá. 60k. Đấy. Còn cái này thì các bác lên cho em là củ sạc đa năng nhá. Củ sạc đa năng giá của nó sẽ là 80.000. Con này thì nó chỉ có cái củ như này thôi. Chỉ có củ này thôi và nó sẽ không có dây cắm vào điện thoại đâu. Về nhà các bác tự kiếm dây để mình cắm vào thôi. Đấy, tự dùng dây nhà mình cắm vào, nó sẽ có hai chân Type-C và hai chân USB như này. Đó, và con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80.000. Lên cho em là củ sạc nhá. Đấy, lên cho em là củ sạc đa năng. Đấy, củ sạc đa năng. Mỗi con củ sạc đa năng của iPhone 14, 13 Pro Max như này. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 80.000 nhá. Đấy, thì con này các bác lên cho em là củ sạc đa năng nhá. Đấy, củ sạc đa năng. Giá của nó sẽ là 80.000. Đó, lên cho em là củ sạc đa năng này. Đó. Củ sạc đa năng. Củ sạc đa năng giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k cho một con củ sạc đa năng như này. Còn con dây sạc nhanh thì giá của nó sẽ là 60.000. Đấy, thì các bác lên đúng tên đúng mã cho em quay cùng như này để các bác nắm được nhá. Đấy, lên cho em là dây sạc nhanh iPhone này, giá sẽ là 60.000. Đấy, dây sạc nhanh iPhone 60.000. Còn con này là củ sạc đa năng, giá của nó sẽ là 80.000 nhá. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop về cho bác cái bộ nạo 5 món này. Đấy, bao gồm cho các bác là một dao này. Dao này thì có cả nạo, cả là đánh vẩy cá, cả khui bia luôn. Và một con nạo đa năng. Đấy, và hai cái nạo như này. Rất là đa di năng luôn. Lên cho em là nạo 5 món, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 70k nhá. 70k, lên cho em là nạo 5 món. Nạo 5 món giá của nó sẽ là 70k. 70.000 cho một cái bộ nạo 5 món như này, rất là đẹp này. Đấy, bao gồm cho các bác là một cái nạo này gồm hai mặt, một nạo vỏ, một nạo sợi này. Con này cũng hai mặt, một nạo vỏ, một nạo sợi này. Con này thì vừa nạo vỏ vừa là thái gọt này. Đấy, và hai cái con nạo đa di năng khác nữa. 70.000 cho một cái bộ nạo 5 món như này nhá. 70k. Các bác đi đâu mà mua được cái bộ nạo 5 món như này mà giá là 70.000. Đấy, giá rất là tốt cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái cân treo nhá. Các bác lên cho em là cân treo. Cân treo nhá. Đấy, lên cho em là cân treo. Con này thì đấy, nó sẽ là một con cân treo như này các bác này. Đấy, về nhà thì các bác lắp pin vào đây cho em. Đấy, nó có pin như này. Nó sẽ có một viên pin như này. Pin này thì các bác ra cửa hàng tạp hóa mua nó cũng bán nhá. Đấy. Có sẵn một viên pin như này, về nhà các bác chỉ cần lắp pin vào cho em này. Đấy. Các bác lắp pin vào cho em, sau đó thì mình sập nó vào này xong. Đó, lắp pin vào. Đấy, lắp pin vào là xong này. Bật nguồn lên các bác này. Đấy, các bác bật nguồn lên cho em. Lắp pin mà sai chiều thì các bác đảo chiều lại cho em là ok nhá. Đấy. Nếu lắp pin sai chiều thì đảo chiều lại cho em. Đó. Đảo chiều lại cho em nhá. Pin này thì các bác lưu ý là về nhà mình lắp vào luôn, tránh xa tầm tay trẻ em nhá. Đấy, lắp pin vào là sẽ lên luôn như này. Đó, thì sau đó thì các bác bắt đầu mình tiến hành mình cân thôi. Ở đây thì nó sẽ là một cái dòng đai như này nhá. Đấy, một cái dòng đai như này.
Con này thì cân tối đa của nó được 50 cân, nhưng mà khuyến khích các bác thì chỉ cân được khoảng từ 20 đến 30 cân là cùng thôi thì nó sẽ tốt hơn. Đấy, tại vì là cái mức độ chịu tải của nó thì cũng được thôi, nhưng mà mình cân thì nó cũng không nên. Đây. Đấy, ví dụ như em cân cái mài dao ba khe này, con này của nó sẽ là 0,20 kg, tức là 2 lạng nhé, tức là 2 lạng như này. Đó, còn các bác có thể cân nặng hơn thoải mái luôn, cân vài chục cân cũng ok, tại vì mắc của nó là lên tới 50 cân cơ, lên tới 50 cân. Đấy, nhớ số luôn và rất là ngon lành, cành đào cho các bác luôn. Đấy, và giá rất hợp lý nhá. Một cái con cân treo như này, các bác lên treo là cân treo, giá của nó sẽ là 80.000 nhá. 80.000 cho một con cân treo như này thôi. Đó, rất là tiện ích, dễ sử dụng và ngon lành. Lên cho em là cân treo nhá. Đó, cân treo này. Giá của nó sẽ là 80.000 cho một con cân treo nhá. 80.000 cho một con cân treo. Đó, sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái lấy dây tai đèn coi nhá. Lấy dây tai đèn. Con này thì nó sẽ có sẵn đèn cho các bác luôn. Đấy, có sẵn đèn, sẵn pin cho bác luôn, rất là tiện này. Đấy, và đây thì nó sẽ là một con lấy dây tai bao gồm là hai phần nhá. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 60.000. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là bật đèn lên này để các bác dùng để mình lấy dây tai này, rất là tiện luôn nhá. Đấy, bật đèn lên để lấy dây tai này. Tiếp theo đó thì nó sẽ có cho các bác là một cái đầu lấy như này. Thì con này nó sẽ lắp pin con thỏ. Nó sẽ lắp hai quả pin con thỏ nhỏ vào đây thì có sẵn pin cho các bác luôn. Có sẵn pin luôn các nhá. Đấy. Có sẵn pin luôn, các bác lắp pin vào đây cho em này. Đấy, xoáy cái đầu này ra, lắp pin vào này. Đấy, xoáy đầu này ra. Lắp pin vào cho em. Đó. Lắp pin vào các bác nhá, lắp đúng chiều pin cho em. Sau đó thì các bác bật lên cho em là nó sẽ lên này. Bật lên. Đấy, đèn nó sẽ lên nhá. Đèn nó sẽ lên và ở đây thì nó sẽ có cho các bác là hai cái đầu lấy dây tai như này. Hai cái đầu lấy dây tai rất là nhỏ gọn. Và các bác lắp đây cho em, xoáy vào đây nhá. Đấy, xoáy vào đây thì nó sẽ có đèn sáng nhá, có đèn sáng để các bác sử dụng này. Đấy, rất là tiện nhá. Đây. Đấy, thì khi mà mình cho vào lỗ tai nhá. Đấy, cho vào lỗ tai đây thì em đang cho tượng trưng như này đây, nó rất là sáng luôn. Bỏ ra thì các bác không nhìn thấy gì, nhưng cho vào đây nó rất là sáng này. Thì để các bác có thể quan sát bên trong và lấy dây tai rất là dễ dàng luôn. Thì bộ này của nó sẽ bao gồm cho các bác là hai cái đầu lấy như này, kèm thêm một cái đầu gắp nữa. Combo cho các bác luôn. Đầy đủ nha, pin điếc sẵn sàng cho các bác về nhà chỉ việc sử dụng thôi. Và giá thì giá thanh lý cho các bác, giá chỉ có 60.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là lấy dây tai đèn nhá. Đấy, dây tai đèn này. Lấy dây tai đèn, giá của nó lấy dây tai đèn, giá của nó sẽ là 60.000 nhá. 60.000 cho một cái bộ lấy dây tai đèn như này. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo. Bỏ cho anh kia ấy ra đây nào. Các bác lên cho em là lọ thuốc trị hắc lào long ben nhá. Hắc lào long ben nấm ngứa các bác bôi đều khỏi hết nhá. Hàng này thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật đây. Toàn bộ chữ Nhật này các bác này. Hắc lào long ben nấm ngứa, vẩy nến á sừng các thứ các bác bôi vào cho em khỏi hết luôn. Con này bôi nó rất là nhạy nhá, bôi rất là nhạy luôn. Bác nào chuyên bị hắc lào long ben vẩy nến á sừng các thứ, chân tay bị các bệnh ngoài da, các bác bôi cái này cho em. Đó, các bác lên cho em là hắc lào long ben, một típ này của nó sẽ là 25.000 cho một típ như này. Đấy, bác nào chuyên bị hắc lào long ben nấm ngứa các bác bôi này cho em. Đó, lên mã giúp cho em đó là hắc lào long ben nhá, giá sẽ là 25.000. Đó, hắc lào long ben này. Long ben giá sẽ là 25k cho một hộp như này nhá, một típ như này. Về nhà các bác bôi cho em từ 3 đến 5 típ là sẽ đỡ và khỏi hẳn luôn. Đó, sản phẩm tiếp theo. Đó là bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái nạo lưỡi nhá. Một con nạo lưỡi như này rất là tiện dụng cho bác sử dụng này. Và giá thì rất hợp lý luôn. Chỉ có cho các bác là 20.000 cho một cái nạo lưỡi như này. Hàng bằng inox 304, cực kỳ dày dẫn chắc chắn và ngon lành. Về nhà các bác vệ sinh lưỡi như này cho em. Đấy, vệ sinh lưỡi như này cho em, rất là sạch sẽ luôn. Đựng trong một hộp như này. Con này thì các bác nên mua. Đấy, về nhà mình sử dụng. Đó, vệ sinh lưỡi, vệ sinh miệng, khoang miệng. Đấy, lên cho em là nạo lưỡi giá sẽ là 20.000 nhá. Nạo lưỡi này. Giá của nó sẽ là 20.000 cho một chiếc nhá. 20.000 cho một chiếc nạo lưỡi như này. Đó, sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái kéo của Nhật các bác này. Lên mã giúp cho em. Quay đầu. Lên mã giúp cho em đó là kéo vàng nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới bác một cái kéo vàng như này. Giá của nó sẽ là 35.000. Bác nào lấy từ 3 cái trở lên thì bên em tính tròn cho bác là 100.000 cho 3 chiếc nhá. 100.000 cho 3 chiếc. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ là ngon luôn. Đấy, tất cả của nó đều bằng hợp kim hết nhá. Bằng hợp kim hết. Thép SK5 không gỉ này. Hàng thương hiệu Asaka Japan. Cắt cực kỳ là ngon luôn có nhá. Đấy, cắt rất là ngon luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có 35.000 cho một con kéo như này thôi. Lên cho em là kéo vàng nhá. Giá của nó sẽ là 35.000. Và bác nào lấy từ 3 cái trở lên thì bên em tính tròn cho các bác, giá chỉ còn cho các bác là 100.000 cho 3 chiếc kéo vàng này luôn. Các bác mua về dùng dần. Đó, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn.
Đấy, và giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em là kéo vàng, các bác dùng cắt gà, cắt cá, cắt thực phẩm, cắt thức ăn đều ok hết nhá. Kéo vàng giá sẽ là 35k trên một chiếc nhá. Và mua từ 3 cái, tính tròn cho bác 100.000 cho 3 chiếc luôn. 100.000 3 chiếc rồi, ok. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Một cái món ăn rất là ưa thích các bác đó là bên shop về cho bác cái mã táo khô các bác nhé. Táo khô một bịch này của nó thì nó vào khoảng từ 800g đến 1kg nhé. Từ 800 đến 1kg đó. Hàng thì nó sẽ là hàng loại 1. Táo cực kỳ to nhé. Đấy, táo cực kỳ là to luôn. Đấy, quả của nó rất là to nhé. Quả to đều. Đấy, và con này thì rất là ngon luôn. Bịch này của nó thì từ 800g đến 1 cân nhá. Và giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 100.000. Các bác lên cho em là táo khô nhá. Đấy, lên cho em là táo khô này. Đó, lên cho em là táo khô, giá của nó sẽ là 100k. Về nhà các bác có thể dùng để mình, một là mình pha hãm nước mình uống này, hai là các bác có thể ngâm rượu này, ba là các bác có thể dùng để mình ăn trực tiếp được luôn. Đấy, nhà có khách có khứa các bác cứ đổ ra ăn rất là ngon, lịch sự các bác nhá. Lên cho em là táo khô, giá của nó sẽ là 100k cho một bịch như này nhá. 100.000 cho bịch táo khô như này. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái ấm pha trà nhé. Con này thì dung tích của nó sẽ là 1 lít. Và giá thì bên shop đang tri ân khách hàng gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Một con ấm pha trà 1 lít như này, giá bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có cho các bác là 110.000 thôi nhé. 110.000. Phần đế này của nó thì có lót cao su chống trơn trượt này. Nắp này của nó thì nó sẽ là bên trong của nó sẽ có hệ thống một cái lưới lọc như này, inox 316 nhá. Là sẽ có một cái lưới lọc như này thì rất là tiện để khi các bác sử dụng ấy thì các bác cho trà, cho cà phê và cho các cái loại mình cần pha chế vào đây. Sau đó thì các bác đậy cái này lại này, sau đó thì mình đổ trà, đổ nước vào cho em là xong. Và khi mình rót thì lưu ý cho các bác là mình nhấn cái này thì nó mới ra nước nhá. Đấy, cái phễu này của nó rót cực kỳ là ngon luôn. Dung tích của nó là 1 lít nhá. Ưu điểm của nó là có cái lưới lọc này thì dùng rất là tiện. Hàng của hãng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Tem mác các thứ đàng hoàng. Inox 316 các bác này, Su 316 nhá. Hàng rất chất lượng cho các bác luôn và giá thì rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em là ấm pha trà. Con này thì dung tích của nó là 1 lít và giá thì sẽ là 110.000 nhá. 110k cho một con ấm pha trà như này. Đấy, lên mã giúp cho em đó là ấm pha trà nhá. Giá của nó sẽ là 110.000. Đó. Ấm pha trà này. Ấm pha trà giá của nó sẽ là 110k nhá. 110.000 cho con ấm pha trà như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái cam mô hình nhá. Qua lên cho em là cam mô hình nhá. Cam mô hình con này thực ra thì nó chỉ là một cái đèn giả cam thôi. Giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho một con cam mô hình như này. Ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái đèn. Đấy, nó sẽ là một cái đèn hình cái cam và nó là dạng năng lượng mặt trời. Cho nên nó rất là tiện các bác về chỉ việc sử dụng thôi. Đấy, rất là sáng luôn nhá. Có điều khiển rồi, có đai, có điếc đàng hoàng, có điều khiển nên về nhà các bác rút cái cản pin ra cho em này. Có điều khiển này, đấy bật lên này, tắt đi này, bật lên này. Đó, chế độ sáng 1 này, sáng 2, sáng 3 này. Đấy, bật lên này. Đó, tắt đi này, bật lên này, rất là sáng luôn. Và nó có tấm pin năng lượng mặt trời như này thì khi mà các bác sử dụng ấy thì là nó tự nạp pin cho các bác luôn. Mình không cần phải dây dợ lằng ngoằng. Về nhà có cái đai đây rồi, về nhà các bác chỉ siết cái đai này vào cho em này, siết cái đai này vào cho đó thì mình bắt lên tường. Thế là mình dọn như này thì nó giả như là kiểu cái cam mô hình ấy. Đây. Đấy, rất là sáng luôn các bác nhá. Đây, tắt đi này, bật lên này các bác này. Đấy, rất là tiện luôn nhá. Ở đây thì nó sẽ là một cái dạng cam mô hình rất là tiện cho các bác luôn để các bác sử dụng này. Ở đây nó sẽ có cho các bác là một cái đai như này. Một cái đai này về nhà các bác bắt lên tường đúng như này cho em này. Đó. Lên mã cho em là cam mô hình nhá, siêu sáng luôn. Giá sẽ là 100.000 cho một con cam mô hình như này, 100.000 thôi nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái đũa, các bác lên mã giúp cho em đó là đũa sứ nhá. Đấy, một hộp này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 1 này, 2 này, 3 này, 4, 5 đôi này. Đấy, một hộp của nó sẽ bao gồm là 5 đôi. Đó. Một hộp sẽ bao gồm là 5 đôi và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là bao nhiêu nhỉ? Một hộp của nó sẽ bao gồm là 5 đôi đũa như này, rất là đẹp các bác này. Đấy, 5 đôi đũa cực đẹp luôn. Hàng bằng sứ thì các bác biết rồi, các bác đang ăn bát đũa đều, bát đều là bằng sứ hết nhá. Bát đĩa đều bằng sứ hết thì nó rất là sạch sẽ. Đó. Thì lên mã giúp cho em đó là đũa sứ nhá, đũa sứ. Hàng siêu đẹp cho các bác luôn. Siêu đẹp, siêu chất lượng cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 70.000 cho một hộp như này bao gồm là 5 đôi. Đó, con này thì chiều dài của nó khá là khân sinh luôn. Đó, và hàng bằng sứ thì các bác biết rồi, các bác đang dùng bát và đĩa bằng sứ là các bác biết rồi, dòng bằng sứ này thì nó siêu sạch luôn. Và gắp thì nó rất là bám dính các bác nhá. Bám dính rất là tốt luôn này các bác này. Đấy, em gắp cả những cái bút này cũng rất là ok luôn nhá. Đấy, độ bám dính của nó rất là tốt luôn cho nên các bác dùng nó rất là ngon. Và giá sẽ là 70.000 cho một vỉ bao gồm 5 đôi như này. Hàng này của nó là bằng sứ thì khi các bác dùng thì nâng niu một chút cho em nhé. Đấy, rửa giấy thì mình dùng mình nâng niu một chút tại vì bằng sứ này thì
nó sẽ rất là hay bị gãy. Đấy, nó giòn nhưng mà nó rất là sạch sẽ, ưu điểm của nó là sạch sẽ nhá. Lên cho em là đũa sứ nhá. Đó, các bác lên cho em là đũa sứ này. Đũa sứ giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 70k trên một vỉ 5 đôi nhá. 70k trên vỉ 5 đôi. Đó, 70.000 trên một vỉ 5 đôi đũa như này. Lên cho em là đũa sứ 70.000 trên vỉ 5 đôi. Đó, sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm. Đó là cái sáp thơm các bác nhá. Các bác lên mã giúp cho em là sáp thơm. Một hộp này của nó thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ có 20.000 thôi. 20.000 cho một hộp sáp thơm như này, rất là tiện cho các bác sử dụng này. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là các cái mùi hương, đây em sẽ có hai màu, màu vàng, màu xanh và màu tím, thì nói chung là bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên thôi. Bác nào mua từ 3 lọ trở lên thì bên em sẽ chọn 3 màu cho các bác, hoặc là hai màu tùy theo lượng hàng nó còn bao nhiêu. Hoa oải hương này, còn cái này nó là hoa gì em không biết. Đấy, và đây nữa này. Đấy thì nó rất là nhiều mùi hương khác nhau, mỗi màu là một mùi hương khác nhau. Về nhà thì các bác chỉ cần là bóc ra, sau đó thì các bác lột cái lớp vỏ này ra cho em. Cái này thì các bác có thể để nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet, phòng ăn, phòng ngủ, phòng khách đều ok hết. Lên mã giúp cho em đó là sáp thơm nhá. Đó, sáp thơm. Giá thì sẽ gửi cho các bác là 20.000 cho một hộp như này nhá. 20.000 cho một lọ sáp thơm này thôi, rất là tiện dụng nhá. Đấy, và mùi thơm của nó thì dịu nhẹ dễ chịu, các bác có thể để phòng ngủ, phòng ăn, phòng khách đều ok hết. Lên cho em là sáp thơm. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái cây lấy dấu thôi nhá. Cây lấy dấu. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn này, made in Japan các bác này. Đó, made in Japan, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đấy, thân của nó bằng đồng hết như này và lấy dấu cực kỳ là ngon luôn. Đây em sẽ lấy thử cho các bác xem nhé. Đây, các bác có thể lấy trên mọi bề mặt, trên mọi chất liệu được luôn. Đây, đây là cái mà cái này bằng nhựa này. Đấy, các bác chỉ cần dập nó thôi là nó sẽ ra dấu đây các bác này. Đấy, đây em dập nó sẽ ra dấu đây các bác này. Đấy, dấu nó ra rất là rõ luôn nhá. Đấy, đây các bác này. Đấy. Các bác có thể lấy trên mọi chất liệu, trên mọi bề mặt nhé. Đấy, trên nhựa, trên sắt thép đều ok hết nhé. Đây em lấy trên sắt cho bác xem này. Đây là một cái con búa như này nhé. Đây em sẽ lấy cho bác xem này. Đó, trên sắt đều ok hết này. Đấy, trên sắt cũng ok hết nhé. Trên nhựa, trên sắt đều ok hết đây. Đấy, lên cho em là cây lấy dấu nhé. Giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 40.000 cho một cây lấy dấu như này. 40k cho một cây lấy dấu như này nhé. Siêu tiện dụng cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là cây lấy dấu. Giá của nó sẽ là 40k. Hàng made in Japan các bác này. Đó, made in Japan. Đó, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Cây lấy dấu nhá, giá sẽ là 40.000. Đó, lên mã giúp cho em đó là cây lấy dấu này. Đó. Lên mã giúp cho em là cây lấy dấu nhá. Cây lấy dấu này. Cây lấy dấu giá của nó sẽ là 40k nhá. 40.000 cho một cây lấy dấu như này nhá. 40.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop về cho bác cái con các bác lên mã giúp cho em đó là máy xay tỏi ớt nhá. Đấy, nó sẽ là một con máy như này. Và bên trong của nó thì nó sẽ có cho các bác là một cái cáp sạc nhá. Một cáp sạc như này. Một cáp sạc này. Đấy, máy thì chạy cực kỳ là khỏe luôn. Đó. Con này thì nó yếu pin nhá. Về nhà các bác sạc pin một chiếc. Đó, dòng này nó yếu pin thì về nhà các bác sạc pin một chiếc. Đấy, dùng lâu thì nó sẽ hết pin các bác nhá. Đó, về nhà các bác sạc pin vào cho em. Và đây thì nó sẽ là một con máy này. Đấy, có cho các bác là cái bộ ba lưỡi thép như này. Ba lưỡi thép sắc bén luôn. Đó, và các bác cho tiêu, cho tỏi, cho ớt, cho các gia vị vào đây là các bác xay thôi, nó rất là tiện. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là máy xay tỏi ớt nhá. Đấy, máy xay tỏi ớt giá sẽ là 80.000 cho một cái máy xay tỏi ớt nha. Đó, 80.000. Lên cho em là máy xay tỏi ớt nhá. Con này thì rất là tiện dụng luôn. Đấy. Khá là nhuyễn nha, cái này mà bằng tay chắc cũng phải 5 phút mới được như vậy á. Và chiếc máy này xay ớt hay là xay hành cũng rất là ok nha. Cực xay tỏi, xay ớt, xay hành đều ok hết nha. Thì mình sẽ xay cà rốt cho các bạn xem. Nhìn xem 100 cành nè, đáng tiền chưa. Đấy, xay cà rốt cũng ok nha. Có 4 phần đơn giản, phần máy chỉ với một nút bấm, nắp đậy và một cái cối nhựa và một cái lưỡi dao 3 tầng cực kỳ bén luôn nha. Tiện hơn nữa là cái máy cầm tay này nè, sạc một lần thì xay tỏi ớt cả chục lần chưa hết pin nữa. Thiết kế của máy này đơn giản nhưng mà rất là tiện lợi nha. Các bạn cần vệ sinh thì chỉ cần gỡ cái máy ra và chỉ cần vệ sinh cái phần nắp này và vệ sinh lưỡi dao cũng như là cái phần cối bên dưới là xong. Về độ bền thì chiếc máy này mình mới dùng chưa lâu. Đấy, lên cho em là máy xay tỏi ớt, giá của nó sẽ là 80.000 nhá. Máy xay tỏi ớt này. Máy xay tỏi ớt. Giá của nó sẽ là 80k trên một chiếc nhá. 80k trên chiếc máy xay tỏi ớt, giá sẽ là 80.000. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái kéo cắt cành trên cao nhá. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một kéo này, một lưỡi cưa và một cái dây rút này thì dài khoảng 2 đến 3 mét nhá. Đây, đầu lưỡi kéo này, hàng của Nhật nhá, Japan các bác này. Và đây là cái phần cưa này, về nhà các bác lắp đặt vào cho em.
sau đó thì mình dùng để mình cắt cành trên cao rất là tiện luôn. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng, thép SK5 Japan các bác nhá. Đó, về nhà các bác lắp cán vào đây cho em này. Lắp cái cán vào đây, cán bằng thép hoặc là cán bằng tre, bằng nứa tùy các bác. Đó, sau đó thì các bác dùng để mình cắt cành trên cao. Đó, rất là tiện và có đầu có ốc cho các bác lắp lưỡi cưa được nhá, đàng hoàng. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác nhá, khi các bác lắp đặt vào thì nó sẽ như này các bác này. Đấy, sau đó thì các bác cho cán vào cho em. Cho cán vào, sau đó thì mình bắt ốc vào. Đấy, cắt cành này. Cắt cành rất là ngon luôn nhá. Đấy, cành to, cành nhỏ cắt rất là mượt luôn. Thì các bác có thể cắt hoặc cưa tùy ý này. Đấy. Cắt cũng được mà cưa cũng được, tùy theo nhu cầu mục đích của các bác. Rất đơn giản vậy thôi. Đó. Về nhà các bác lắp vào cho em này. Đấy, sau đó thì bắt vít vào. Đấy, ok. Đấy, thì các bác có thể độ dài tùy chỉnh. Các bác muốn dài bao nhiêu thì mình sử dụng thôi. Những cái cành trên cao bây giờ các bác cắt cưa tùy theo nhu cầu mục đích các bác nhá. Giá thì các bác lên cho em là kéo cành trên cao, giá sẽ là 130.000. Đó. Kéo cành trên cao này. Kéo cành trên cao giá của nó sẽ là 130.000 cho một cái mã kéo cành trên cao các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái con súng thư giãn các bác nhá. Các bác lên cho em là súng thư giãn, nó hình khẩu súng như này, cho nên bên em gọi nó là súng thư giãn. Giá thì rất hợp lý cho bác rồi, một cái bộ sản phẩm như này mà giá chỉ có cho các bác là 160.000 thôi các bác nhá, 160.000. Đây, về nhà các bác lắp những cái đầu vào cho em, nó sẽ có 4 đầu massage này. Và khi lưu ý các bác khi sử dụng thì các bác giữ lì cho em thì nó sẽ lên nhá. Giữ lì lên và giữ lì tắt này các bác này. Đấy, độ rung của nó khá là mạnh luôn. Giữ lì này nó sẽ tắt này. Các bác lắp cái lẫy này vào thì đẩy hết lẫy vào cho em này, giữ lì này. Đó, giữ lì nó sẽ lên con này. Máy rung máy nó rung rất là mạnh nhá. Các bác có thể dùng massage để đấm vào các cái bó cơ này. Đó. Và đây mới là cấp độ 1 thôi nhá, em điều chỉnh tăng cấp độ này. Đấy thì nó sẽ rất là khủng khiếp luôn. Rung rất là mạnh luôn nhá. Nó sẽ có 6 cấp độ rung nhá. Để các bác massage các vùng cổ, vai, gáy, dây thắt lưng nhá. Các bác nào tập luyện thể dục thể thao này. Đấy, bắp chân rồi đây. Đấy, bắp đùi này rồi các cái phần cơ bị nhức mỏi các bác dùng các bác massage thôi em. Đấy. Đấm bóp cho em rất là tốt luôn. Đấy, các cái bó cơ nhá. Đấy. Khi các bác thể dục thể thao xong thì mình massage cho các cái bó cơ nó giãn ra. Đấy, rất là tốt luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên cho em là súng thư giãn nhá. Đấy. Lên cho em là súng thư giãn. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 160.000 cho một con súng thư giãn như này. Nó hình khẩu súng như này. Nên bên em lên nó là súng thư giãn nhá. Đó. Nó sẽ là một hình cái khẩu súng rất là đẹp như này. Đó, hình khẩu súng như này rất là đẹp. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà cho ông bà bố mẹ nhà mình hoặc là người thân, rất là tuyệt vời luôn. Lên mã giúp cho em là súng thư giãn nhá. Nó hình khẩu súng như này. Đây, hình khẩu súng như này. Lên cho em là súng thư giãn này. Súng thư giãn. Súng thư giãn giá sẽ là 160.000 thôi. 160.000 cho một em súng thư giãn như này, rất tuyệt vời ông mặt trời để cho các bác sử dụng luôn. Và cái giá bên shop đang gửi tới anh em các bác cái giá rất hợp lý luôn. Rồi ok.